Nô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Tập 551. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ha ha cười nói, thiên địa lật đổ. Ngươi không thấy mưa đã tạnh sao? Ta đã đỡ thẳng càn khôn, ngày mai liền thẩm phán Sâu Uyên ma tộc, ta xem bọn hắn còn dám hung hăng càn quấy. Thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt như thế bá khí bộ dáng, Thiên Pháp Dung trở nên kích động, nói cung chủ uy vũ. Vậy chúng ta hiện tại là xuất phát đi cổ ma huyết đảo sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt thản nhiên nói, không vội, ta trước cho bọn hắn phát một phong chiến thư, gọi bọn hắn chuẩn bị tiếp chiến, ta muốn đường đường chính chính tiêu diệt bọn hắn, cũng đừng nói ta khi dễ người. Ngô, liền ngày mai khai chiến đi. Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đầu ngón tay trung linh khí hội tụ, hóa ra một phong chiến thư, trực tiếp liền phá không bay vụt hướng cổ ma huyết đảo. Nàng thế mà đường đường chính chính phát chiến thư, nhưng cổ ma huyết đảo chuẩn bị nghênh chiến, Diệp thần thấy thế, đều lấy làm kinh hãi, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, hà tất phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp gửi yết đi qua là được. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, thong thả, cho bọn hắn một điểm chuẩn bị cơ hội, dạng này mới thú vị. Đối Thiên Pháp Lộ Nguyệt như thế cách làm, Diệp thần không dám gật bừa, bất quá nàng nếu quyết định như vậy, Diệp thần cũng chỉ đành thuận theo, vậy liền ngày mai khai chiến nữa. Hắn cũng tốt điều thức chuẩn bị một chút, dù sao vừa mới hắn đánh với Diêm Thiên Hoa một trận, cũng là tiêu hao 10 điểm to lớn. Một chiêu kia Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, chính là Đại Thần Thông, Diệp Thần thi triển đi ra, uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn. Ngay sau đó, đoàn người liền toàn bộ leo lên mộ táng cung phi thuyền, riêng phần mình nghỉ ngơi chuẩn bị, dự định sáng mai liền đi thu phục cổ ma huyết đảo. Diệp Thần tại trong khoang thuyền điều tức, khôi phục hao tổn linh khí. Thiên Pháp Lộ Nguyệt sai người đưa tới một chút dược liệu, đều là thương linh dược giới đặc sản, cũng là mộ táng cung chân tàng, đối khôi phục linh khí hiệu quả rất tốt. Những dược liệu này tên, có chút ưu nhã độc đáo, gọi xuân sắc một cân nhiễm phong tuyết mộng trầm nguyệt ngọc lộ kiểu nguyệt sáng chói mọc thành bụi điệp dẫn lục khờ một chút, tên thuốc như thơ, nghe nói đều là thiên tổ lên, rõ ràng thiên tổ cũng là một cái phong nhã người. Diệp thần tại rất nhiều dược liệu trợ lực dưới, trạng thái rất nhanh liền khôi phục. Chờ đến ban đêm, đã là khôi phục lại viên mãn trạng thái. Hắn nghĩ đến ngày mai đi thu phục cổ ma huyết đảo, tất có kinh thiên ác chiến, hắn cần chuẩn bị điểm ứng đối thủ đoạn. Diệp thần nghĩ đến huyết long, trong lòng liền cùng huyết long câu thông, liền phát hiện huyết long đã đem đủ loại vĩ thú năng lượng, đã tiêu hóa hấp thu 10 điểm hoàn mỹ, toàn thân tản mát ra một cỗ rực rỡ khí tức, đồng tử chỗ sâu lại ẩn chứa một cỗ thâm uyên đại khủng bố, đó là vĩ thú năng lượng vì nó mang tới thuê biến. Hiện tại huyết long thực lực, đã cùng thiên đế cấp bậc cường giả tương đương, phi thường cường hãn. Huyết long, ngày mai thu phục cổ ma huyết đảo, có lẽ muốn ngươi trợ lực. Diệp thần nói. Huyết long nhếch miệng cười cười, nói, không có vấn đề, chủ nhân, ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Diệp thần gật gật đầu, lại câu thông đao phong nữ hoàng, nói tiền bối, ta muốn đem tứ vĩ đút cho huyết long, ngươi xem coi thế nào. Huyết long thôn vệ đại lượng vĩ thú, bất quá cũng không hoàn toàn, nó muốn có hoàn chỉnh vĩ thú trật tự, cần đem 10 đuôi thần thú 9 cái phân thân, toàn bộ luyện hóa mới được. Đao phong nữ hoàng nói, không có vấn đề, người này huyết long thật sự là hung mãnh, thôn vệ nhiều như vậy vĩ thú, đạo tâm thế mà còn không sụp đổ. Vĩ thú cũng xem như vĩ đại kỳ quan, mỗi một đầu đều là đại khủng bố, đạo tâm không kiên người, nhìn một chút liền muốn sụp đổ, chớ nói chi là thôn vệ. Huyết long thôn vệ nhiều như vậy vĩ thú, còn có thể bảo tồn tỉnh táo trí tuệ, quả thực khó được. Diệp thần cười nói, bởi xuất vì nó hải đăng là ta, nó không dễ dàng như vậy nổi điên. Vừa nói, Diệp thần liền đem tứ vĩ ném cho huyết long. Tứ vĩ tại huyết long uy nghiêm dưới, run lẩy bẩy, lại hoàn toàn không cách nào phản kháng, bị máu móng vuốt rồng một túm, liền hóa thành một đoàn hắc ám năng lượng, bị huyết long nuốt vào. Huyết long thôn vệ tứ vĩ. Chưa tiêu hóa, trên thân thể đã dấy lên hắc ám liệt diễm, nó liếm môi một cái, nói chủ nhân, mùi vị không tệ. Nếu có thể thôn phệ cửu vĩ liền tốt. Nó thôn phệ rất nhiều vĩ thú, nhưng mạnh nhất cửu vĩ còn không tiếp xúc qua. Diệp thần lắc đầu, cửu vĩ tại Dạ Hàn trong tay, mong muốn đoạt tới thôn phệ, lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đợi ngày mai thu phục cổ ma huyết đảo, những huyết đồ đó người, Sâu Uyên ma tộc, đều là ngươi thức ăn. Diệp thần con ngươi lóe lên một vệt lãnh ý, ngày mai thu phục cổ ma huyết đảo, hắn là dự định mượn dùng huyết long lực lượng. Mà tại Diệp thần,
Huyết Long, còn có mộ táng cung các đệ tử, vì ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị thời điểm, huyết hải chỗ sâu, cái kia cổ ma huyết đảo bên trong, lại là trắng đêm không ngủ, lòng người bàng hoàng. Cổ ma huyết đảo, hoàn cảnh khủng bố âm u, khắp nơi đều là thi cốt chế tạo thành kiến trúc, phía ngoài bầu trời đã trong, nhưng trên tòa đảo này mặt, hắc vũ vẫn là hạ không ngừng. Hòn đảo phía trên, có từng đạo mị ảnh giống như quái vật, bốn phía lo sợ nghi hoặc ngang qua, đó là sâu huyên ma tộc, bọn hắn hình thể, liền tựa như là từng đạo quỷ ảnh, sinh ra huyết nhãn. Lúc này ở hòn đảo phía trên, ngoại trừ sâu huyên ma tộc bên ngoài, còn có huyết đồ người tồn tại. Huyết đồ người cùng thiên pháp party lập, tại thiên pháp lộ nguyệt buông xuống dưới, hết thảy huyết đồ người đều chấn động, bọn hắn đối thiên pháp lộ nguyệt, có thể nói là vô cùng kinh khủng, năm đó cũng là thiên pháp lộ nguyệt, tự tay đem bọn hắn đuổi xuống biển, liền phía này huyết hải, đều là máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ, đủ loại bi thảm đi qua, vô cùng thê liệt, hiện tại thiên pháp lộ nguyệt trở về, đối huyết đồ người tới nói, tự nhiên là ác mộng. Cổ ma huyết đảo, một tòa đại điện bên trong. Đại điện bắt đầu, ngồi ngay thẳng một cái áo bào đen lão giả thân thể mông lung, khí tức u ám âm trầm, lại phảng phất đã nhảy ra chân thực, cả người như mộng huyễn mị ảnh, chỉ có một đôi máu đỏ tươi mắt, lộ ra sinh cơ. Hắn chính là cổ ma huyết đảo chấp trưởng giả, mộng ma tôn giả. Thời khắc này mộng ma tôn giả, biểu lộ vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Luân hồi chi chủ tiểu tử kia, thế mà triệu hoán thiên pháp lộ nguyệt buông xuống. Cái kia thiên pháp lộ nguyệt còn như thế cuồng vọng, trực tiếp liền phát chiến thư tới, thật coi ta sâu uyên ma tộc không người nào. Tại mộng ma tôn giả phía dưới hai bên, đứng đấy một chút sâu uyên ma tộc cường giả, còn có huyết đồ phái cao tầng. Một cái huyết đồ phái trưởng lão đứng ra, gương mặt cũng là cực kỳ âm trầm, nói thiên pháp lộ nguyệt thần thông kinh thiên, tại bên ngoài sông ra thẩm phán chi chủ thao thiên danh hiệu, nàng bây giờ tái nhập thương linh dược giới, thậm chí muốn đích thân ra tay. Ta huyết đồ phái cùng các ngươi sâu uyên ma tộc, vậy coi như nguy hiểm. Mộng ma tôn giả, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn thỉnh thâm uyên ma chủ buông xuống a. Thâm uyên ma chủ, là sâu uyên ma tộc thủ lĩnh, thực lực vô cùng cường hãn, nếu là thâm uyên ma chủ ra tay, có lẽ có khả năng phá cục. Mộng ma tôn giả trầm giọng nói, ma chủ đại nhân tọa trấn chôn xương thâm uyên, quanh năm lĩnh hội thần Siva Linga trụ, còn có diêm ma tử thần diệu pháp áo nghĩa. Xa vào si say, không hỏi thế sự, hắn không có khả năng xuất quan, trừ phi có người dẫm lên trên đầu của hắn. Vẫn là mời các ngươi huyết đồ phái ngày xưa trưởng giáo, phá quân thần nữ huyết đồ xương buông xuống đi, ta nghe nói nàng năm đó bị thiên pháp lộ nguyệt tê duy sát, chạy đi sụp đổ di tích cổ, đạt được cái gì đại cơ duyên tới. Cái kia huyết đồ phái trưởng lão sợ hãi, nói ta đích xác lắng nghe qua trưởng giáo đại nhân thanh âm, nàng nói nàng tại sụp đổ di tích cổ. Gặp võ tổ Vũ Thiên Nhai, cả ngày cùng hắn luận bàn giao thủ, võ đạo tiến nhanh, thậm chí vượt qua võ tổ bản thân. Nhưng võ tổ chịu cổ tinh môn vây khốn, trưởng giáo đại nhân chỉ cần làm bạn ở bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc chiếu cố, nghĩ triệu hoán nàng buông xuống, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Mộng ma tôn giả nói, bây giờ tình thế trói buộc, ta thâm uyên ma chủ si say mê thần Siva cùng diêm ma tử thần áo nghĩa, cả ngày bế quan, không hỏi thế sự. Cũng không có khả năng ra tay, mong muốn phá cục, chỉ có thỉnh phá quân thần nữ huyết đồ xương buông xuống. Trưởng lão, còn xin ngươi nhiều nhiều nghĩ một chút biện pháp. Cái kia huyết đồ phái trưởng lão sầm mặt lại, rõ ràng cũng là thấy khó xử cực điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời gian vội vàng, một đêm trôi qua, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, thu phục cuộc chiến thắng ngày đến, trên phi thuyền, rất nhiều mộ táng cung các đệ tử. Đều là sắn tay áo lên, thập phần hưng phấn, đang mong đợi đại chiến đến. Bởi vì có thiên pháp lộ nguyệt dẫn đầu, cho nên bọn hắn cảm thấy trận chiến này tất thắng. Diệp thần cũng là có phần có lòng tin, theo trong khoang thuyền ra tới, lúc này, đã thấy thiên pháp lộ nguyệt vẻ mặt vội vàng, hoàn toàn không có hôm qua tự tin cùng bá khí, hướng Diệp thần nói, Diệp thần, người đi theo ta. Diệp thần rất là nghi hoặc. Không biết thiên pháp lộ nguyệt bê hiểu tê ình biến hóa làm sao sẽ lớn như vậy, hắn đi theo thiên pháp lộ nguyệt, đi vào phi thuyền phần đuôi chỗ không người, hỏi, Sương Nguyệt tỷ tỷ, làm sao vậy? Người vẻ mặt thật là khó xem. Thiên pháp lộ nguyệt khẽ cắn môi, nói cuộc chiến hôm nay, huyết đồ xương tiện nhân kia, rất có thể sẽ buông xuống. Diệp thần nói, người nào? Thiên pháp lộ nguyệt nói, huyết đồ xương, huyết đồ phái trưởng giáo,
danh xưng phá quân thần nữ, năm đó ta cùng nàng tranh đấu đến rất lợi hại, ta là thiên pháp người, chủ trương dùng luật pháp thống trị thiên hạ, nàng là huyết đồ người, muốn dựa vào sát lục thành lập thống trị. Ta cùng nàng bởi vì tín niệm khác biệt, cho nên thủy hỏa bất dung, tranh đấu chém gỡ yết thảm liệt, không ai phục ai, chúng ta song phương phụ mẫu trưởng bối, huynh đệ tỉ muội, thân bằng hảo hữu, đều bị đối phương gỡ yết xê hết, xương người làm thành pháp khí, huyết hải thâm cừu, vĩnh thế không hiểu. Năm đó ta trước một bước, tu thành mộ táng cung tuyệt học chư thế chí tôn pháp, cuối cùng thắng qua nàng, đem hết thảy huyết đồ người đuổi xuống biển, ta cũng thành mộ táng cung chân chính cung chủ. Kỳ thật lúc ấy thiên tổ đã giải tán mộ táng cung tổng bộ, người cũng mstx, chẳng biết đi đâu, chúng ta người nào tranh thắng, thiên tổ đều sẽ không trở lại nữa, nhưng ta tin tưởng ta lý niệm tuyệt đối chính xác. Mà lại cũng muốn tranh một hơi. Ta tranh thắng về sau, căn cứ trảm thảo trừ căn, ngoại trừ trong lòng một ngụm ác khí, liền ra đuổi theo gỡ yết nàng, từ đó liền rời đi mộ táng cung. Ta rời đi, một mặt là bởi vì mộ táng cung tổng bộ đã giải tán. Thương linh dược giới cái phân bộ này, không tiếp tục giữ lại ý nghĩa, chỉ là vì áp chế sâu uyên ma tộc, không có giải tán thôi. Một phương diện khác, chính là vì tê duy át huyết đồ xương tiện nhân này. Diệp thần nội tâm chấn động, có thể cảm nhận được thiên pháp lộ nguyệt mãnh liệt hận ý. Thiên pháp lộ nguyệt cảm xúc luôn luôn là hết sức ổn định, nàng là thẩm phán chi chủ trương dùng luật pháp thống trị thiên hạ, hết thảy tuân theo luật pháp, không xen lẫn bất luận cái gì tư nhân cảm xúc. Nhưng ở nâng lên huyết đồ xương thời điểm, nàng cảm xúc vô cùng kịch liệt, hận ý to lớn. Diệp thần suy nghĩ, xương nguyệt tỷ tỷ cũng là một cái người sống sờ sờ, vừa yêu vừa hận, mà không phải lạnh như băng luật pháp máy móc. Hôm nay huyết đồ xương muốn buông xuống sao? Diệp thần hỏi. Cái kia huyết đồ xương, hiển nhiên là thiên pháp lộ nguyệt địch nhân vốn có, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Thiên pháp lộ nguyệt nói, nàng rất có thể muốn tới. Năm đó ta tê duy át nàng trốn vào sụp đổ di tích cổ, đó là lục đạo cổ thần bên trong, sụp đổ chi chủ một chỗ lãnh địa, bên trong tràn ngập kinh khủng sụp đổ lực lượng. Ta cho là nàng tiến vào sụp đổ di tích cổ về sau, coi như không xê hết, cũng muốn triệt để trầm luân, không có tư cách lại cho ta đối kháng, ta cũng thực sự tìm không thấy nàng, liền đình chỉ tê duy át. Nhưng tối hôm qua ta bắt được thiên cơ, hẳn là huyết đồ phái trưởng lão tiết lộ. Nguyên lai huyết đồ xương tiện nhân kia, căn bản không có trầm luân sa đọa, thậm chí so trước kia còn mạnh hơn. Nàng tại sụp đổ di tích cổ ngoặc bên trong, gặp võ tổ, mà lại hai người giao hảo, ngày đêm luận bàn võ đạo, nàng lại chấp trưởng lấy huyết đồ phá quân thương, có cực kỳ cường hãn sát lục đạo bao hàm, bây giờ nàng võ đạo, rất có thể đã siêu việt võ tổ. Nếu là nàng buông xuống, đáng xê hết, ta chưa chắc là địch thủ của nàng. Diệp thần kinh hãi. Nói cái gì, cái này huyết đồ xương, là ta võ tổ sư tôn bằng hữu sao? Thiên pháp lộ nguyệt cắn răng nói, xem như thế đi, ta hẳn là sẽ không suy tính sai, nàng ban đầu tại sụp đổ di tích cổ, là kém chút trầm luân, sau này bị võ tổ cứu. Võ tổ tại sụp đổ di tích cổ bên trong, vô tận cô độc, liền đem võ đạo của mình truyền thụ cho nàng, tiện nhân kia đã chấp trưởng huyết đồ phái, thiên phú tự nhiên không yếu, lại đều toàn bộ học được, thậm chí dung hội quán thông. Siêu việt võ tổ. Nàng lưu tại sụp đổ di tích cổ bên trong, chiếu cố võ tổ, giúp võ tổ tránh né cổ tinh môn tê duy át, nhưng nàng hôm nay rất có thể muốn tới, tiện nhân kia võ đạo siêu việt võ tổ, một khi đánh lên đến, ta chưa chắc là địch thủ. Diệp thần, người có thể được giúp đỡ tỷ tỷ. Diệp thần nói, ta giúp thế nào? Thiên pháp lộ nguyệt nói, ta cùng huyết đồ xương tiện nhân kia, đều là cửu phẩm thiên đế, tu vi đã đến cực hạn. Tại không có đột phá đến siêu phẩm thiên đế trước, chúng ta mặt ngoài tu vi là giống nhau, quyết phân thắng thua, liền xem mọi người nắm giữ công pháp thần thông, binh khí pháp bảo, tinh thần đấu trí các loại. Mà ở trong đó, tinh thần đấu trí trọng yếu nhất, ta muốn ngươi cho ta hải đăng, dùng luân hồi vì hải đăng, kể từ đó, đạo tâm của ta liền vạn pháp không phá, tất có thể chiến thắng tiện nhân kia. Tiện nhân kia hải đăng, chắc hẳn liền là võ tổ, nhưng võ tổ này tòa hải đăng. Tự nhiên là so ra kém ngươi cái này luân hồi chi chủ. Diệp thần cả kinh nói, muốn ta làm ngươi hải đăng sao? Thiên pháp lộ nguyệt nói, đúng vậy, bất quá không phải hiện tại, ta có ta hải đăng, liền là luật pháp, là thiên pháp đạo luật, chẳng qua là từ khi thiên tổ sau khi mstx, đèn này tháp căn cơ liền tùng động, mà lại tâm tình của ta quá mức kịch liệt,
đối thiện nhân kia hận ý quá sâu, đã thành ma niệm nghiệt chướng, đạo tâm chỗ sâu hết sức không vững chắc. Ngươi cho ta hải đăng, ta đạo tâm liền có thể an ổn, bất quá muốn chờ tiện nhân kia buông xuống, ta hiện tại quả là đánh không lại nàng lại nói. Diệp thần trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, nghĩ thầm, nếu như cái kia huyết đồ xương, thật sự là võ tổ sư tôn bằng hữu, ta sao có thể đi tổn thương nàng. Nhưng một phần vạn nàng buông xuống, muốn đem ta cùng Sương Nguyệt tỷ tỷ cùng một chỗ gợi ít, ta tổng cũng không thể ngồi chờ xê hết. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, tâm tình cũng trở nên có chút hỗn loạn, bởi vì huyết đồ xương cùng võ tổ tồn tại quan hệ đặc thù, hắn xử lý không tốt. Suy nghĩ một chút, Diệp thần cũng chỉ có thể quyết định thấy đi bộ bước, nói tốt, Sương Nguyệt tỷ tỷ, như gặp nguy hiểm, ta làm ngươi hải đăng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nghe được Diệp thần nhận lời, lập tức buông lỏng một hơi, nắm chặt tay của hắn, nói tốt, đa tạ, chỉ hy vọng tiện nhân kia không đến tốt nhất. Thương nghị cố định, Thiên Pháp Lộ Nguyệt chỉnh lý tâm tình, thu lại cảm xúc, lại khôi phục một bộ lạnh nhạt ung dung bộ dáng, đi đến phi thuyền bong thuyền, hướng Mộ Táng cung chúng đệ tử nói. Xuất phát, hôm nay tiêu diệt ma tộc, thu phục cổ ma huyết đảo. Chúng đệ tử cao giọng kêu gào, đang lúc như thế. Phi thuyền xuất phát, hướng về cổ ma huyết đảo bay đi. Thương linh dược giới thiên địa càn khôn, tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt hôm qua buông xuống về sau, thẩm phán chi quang chiếu rọi, hắc ám ô uế liền bị gột rửa, càn khôn đỡ thẳng, bầu trời xanh thẳm, không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Phi thuyền chạy được ước chừng sau nửa canh giờ, bầu trời xanh thẳm, lại trở nên âm trầm đen xuống, có bẩn thỉu nước mưa khuynh lạc mà xuống, nương theo lấy gió bão cùng lôi minh, khí tượng vô cùng ác liệt. Thiên Pháp Dung đứng ở đầu thuyền, nói cổ ma huyết đảo đến. Diệp thần nhìn xuống, chỉ thấy mịt mờ trong biển máu, một tòa hung ác âm trầm đảo hoang tọa lạc lấy, chung quanh hiểm trở eo biển đá nhọn như đao kiếm, lại như dã thú răng, từng tầng một trải rộng ra, lại phảng phất tạo thành một loại nào đó đại trận. Tại trên cô đảo, vừa có một tầng tinh bích hệ vòng bảo hộ lấy, rõ ràng tại thu đến chiến thư về sau, cổ ma huyết đảo đã làm tốt đề phòng. Này cổ ma huyết đảo, khí tức xâm xâm, hắc ám nội tình vô cùng nồng đậm, phương viên mấy trăm dặm vùng biển, đều bị ảnh hưởng, một mảnh tối tăm, thiên hàng hắc vũ không ngừng, gió lốc cùng hắc vũ vần quanh, để cho người ta trong thoáng chốc coi là đến tận thế. Trực tiếp tê ấn xê ông vào đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đôi mắt lướt qua một tia hàn mang, lại âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm nói. Diệp Thần, chúng ta tốc chiến tốc thắng, nắm người trên đảo toàn bộ gỡ ít sạch, đừng cho bọn hắn triệu hoán cơ hội, bằng không bọn hắn triệu hoán huyết đồ xương tiện nhân kia buông xuống, vậy liền không dễ thu thập. Diệp Thần trong lòng run lên, hắn có khả năng triệu hoán Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đối phương cũng có thể sẽ gọi người. Một khi vị kia phá quân thần nữ huyết đồ xương buông xuống, đích thật là không dễ thu thập, hắn liền âm thầm gật đầu nói tốt, Sương Nguyệt tỷ tỷ, tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt tế ra thẩm phán chi kính, một đạo kính quang bắn ra, mang theo sỏ xuyên qua thế giới thần mang, xoẹt một tiếng, chỉ nhất kích, liền xuyên thủng cổ ma huyết đảo tinh bích hệ vòng bảo hộ. Cung chủ uy vũ, Mộ Táng cung mọi người hưng phấn reo hò, lập tức liền theo trên phi thuyền nhảy xuống, cầm trong tay binh khí, thôi động pháp bảo, tiến vào cổ ma huyết đảo. Đi! Thiên Pháp Lộ Nguyệt lăng không bay hạ xuống đi, tóc dài phất phới, áo trắng đảo múa, yểu điệu cao quý như tinh không thần nữ, sau lưng thẩm phán chi kính trôi nổi, thần quang sáng chói chói mắt, vừa hàng lâm đến cổ ma máu trên đảo, hừng hực thần quang quét ra đi, liền để đến trên đảo tầng tầng ma khí tán loạn, trong bóng tối truyền ra không ít mai phục người tiếng kêu thảm thiết. Kỳ thật cổ ma huyết đảo, tại lên đảo bãi bùn phụ cận, chuẩn bị rất nhiều AMS át đại trận. Nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt vừa hàng lâm, thần quang vừa chiếu, hết thảy đại trận liền tan vỡ. Diệp thần nhìn thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt như thế uy mãnh bộ dáng, cảm thấy thất kinh, suy nghĩ, coi như là tại đỉnh cấp thiên đế bên trong, Sương Nguyệt tỷ tỷ cũng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, khoảng cách siêu phẩm thiên đế cũng không xa. Mộ Táng cung các đệ tử, như lang như hổ xông vào cổ ma huyết đảo bên trong đi, rất nhiều mai phục ma tộc cùng huyết đồ người chật vật tháo chạy, còn không tiếp xúc, liền đã hỏng mất. Diệp thần cũng đạp vào cổ ma huyết đảo, cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng một chỗ, hướng hòn đảo trung tâm, sâu uyên ma tộc cung điện chỗ nhanh chân đi đi. Long Vấn Thiên thì tại hòn đảo bên ngoài trông coi, có chạy ra ma tộc cùng huyết đồ người, trực tiếp bị hắn giải quyết hết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đừng quá phách lối. Ngay lúc này,
một đạo sấm sét tiếng quát nổ lên, chỉ thấy hòn đảo chỗ sâu, có lần lượt từng bóng người bắn ra, trong đó có ba đạo thân ảnh, khí tức phá lệ mạnh mẽ. Cầm đầu, chính là cổ ma huyết đảo đảo chủ Mộng Ma Tôn Giả. Tại Mộng Ma Tôn Giả hai bên trái phải, các chạm lấy một người, thân mặc áo đỏ, xem trang phục là huyết đồ người, một người già nua, một người trẻ tuổi, khí tức mặc dù không bằng Mộng Ma Tôn Giả mạnh mẽ, nhưng cũng mười điểm cường hãn. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười cười, hướng Diệp Thần giới thiệu nói. Diệp Thần, cái này là cổ ma huyết đảo đảo chủ Mộng Ma Tôn Giả, phía sau hắn là huyết đồ phái đại trưởng lão huyết đồ Xuyên, còn có thánh tử huyết đồ Lăng Vân. Ngươi nhìn cho thật kỹ, ta đem bọn hắn toàn bộ gợi ít. Nghe được Thiên Pháp Lộ Nguyệt lời này, toàn trường chấn kinh, khẩu khí này quá cuồng vọng, nàng coi như là đỉnh cấp thiên đế, nhưng Mộng Ma Tôn Giả dù sao chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý, mà lại có huyết đồ phái cao tầng trợ trận, nàng lại còn nói muốn dùng sức một mình, đem ba cái kia mạnh nhất tồn tại, toàn bộ gợi ít xê hết. Khẩu khí thật lớn, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, thật coi bản tọa dễ khi dễ sao. Mộng Ma Tôn Giả chấn nộ, bàn tay lớn vung ra, pháp thiên tượng địa, tay cầm hóa thành trăm trượng to lớn, hoành đè tới, như ngân hà sụp đổ, khí thế hung mãnh, không gian xung quanh đi theo vặn vẹo, hiện thực cùng huyễn tưởng phảng phất không phân rõ giới tuyến. Ong ong ong, toàn trường tất cả mọi người, phảng phất đều lâm vào trong mộng cảnh, Mộng Ma Tôn Giả xây dựng thế giới trong mộng, ác mộng bùng nổ, có ngàn ngàn vạn vạn mị ảnh ma hồn, rát rát rít lên lấy, gào thét mà ra, hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, Diệp Thần, còn có rất nhiều mộ táng cung các đệ tử đánh tới. Đây là kỳ dị mộng cảnh khí tượng, Mộng Ma Tôn Giả am hiểu nhất thủ đoạn, liền là chế tạo mộng cảnh, để cho người ta ở trong giấc mộng luân hãm tê ử vê ong. Rất nhiều mộ táng cung đệ tử, phát ra kinh hãi kêu gọi, cuống quýt thôi động đao kiếm pháp bảo, đối kháng cái kia ngàn ngàn vạn vạn mị ảnh ma hồn. Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ, biết trước mắt những vật này, chẳng qua là ảo giác, chỉ cần hắn không bị mê hoặc, liền sẽ không nhận tổn thương. Hắn đứng tại chỗ bất động, quả nhiên cái kia muôn vàn ma hồn đánh gợi ít đến trên người hắn đến, hắn liền không có nhận một điểm thương. Trái lại những cái kia bình thường mộ táng cung đệ tử. Bởi vì đạo tâm hỗn loạn, liền thật bị ma hồn gây tê hương tê ích, thậm chí bị gợi yết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần lù lù bất động bộ dáng, cười nói, tốt đệ đệ, có cường giả chi phong. Trong lúc nói chuyện, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đã ra tay, thẩm phán chi kính thôi động, mãnh liệt hừng hực bạch quang bộc phát ra, một màn kinh người xuất hiện, liền thấy chung quanh ác mộng khí tượng, rất nhiều ma hồn, bị nàng bạch quang vừa chiếu, liền toàn bộ diệt vong tiêu tán. Toàn bộ mộng cảnh thế giới, cũng là nhanh chóng vặn vẹo hỏng mất, rất nhanh liền hôi phi yên diệt. Đáng xê hết. Mộng Ma Tôn Giả rất đỗi chấn động, biết Thiên Pháp Lộ Nguyệt lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại đến nước này. Xoạt xoạt. Lúc này, huyết đồ Xuyên cùng huyết đồ Lăng Vân, lại thừa dịp mộng cảnh phá toái thời điểm, một trái một phải, vùng đao đánh gợi ít hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt hai bên. Bọn hắn đột nhiên thì đánh lén, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại mảy may không hoảng hốt. Cười lạnh một tiếng, nói các ngươi huyết đồ người, sẽ chỉ đánh lén sao? Thiên cung xếp mai tay, phá. Chỉ thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt hai tay đều xuất hiện, tay cầm tư thế yêu nhã như khinh vũ, lại như xếp mai hái hoa, so tia chớp còn muốn mau lẹ, một thoáng chế trụ huyết đồ Xuyên cùng huyết đồ Lăng Vân thủ đoạn, chỉ một túm, liền nhường binh khí của bọn họ, loảng xoảng rớt xuống đất. Huyết đồ Xuyên cùng huyết đồ Lăng Vân kinh hãi muốn xê hết. Bị Thiên Pháp Lộ Nguyệt vồ một hồi thủ đoạn, liền cảm thấy toàn thân bùn rùn, như bị đợi hiện gợi yệt, binh khí căn bản không cầm nổi. Hai người kinh hãi rút bàn tay về, đã là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Huyết đồ Xuyên kêu lên, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, người thiên cung xếp mai tay tu vi, lại đến tình trạng như thế. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười nói, ta ở bên ngoài cùng với đạo tông đại chủ tể luận bàn qua, võ công so với các ngươi là lợi hại hơn nhiều. Bạch Hồng rửa sạch kiếm, đi. Nàng bỗng nhiên bấm tay gảy hai đánh, hai đạo phong duệ kiếm khí từ ngón tay bắn ra, như Bạch Hồng rửa sạch, chiếu người hai mắt, kiếm khí dùng vô cùng khí thế bén nhọn, điểm bắn về phía huyết đồ Xuyên cùng huyết đồ Lăng Vân đầu. Hai người hoảng hốt, khí thế bị khóa chặt, thi triển tất cả vốn liếng, mới vừa miễn cưỡng nghiêng người né tránh yếu hại, nhưng đầu vai đều bị Thiên Pháp Lộ Nguyệt kiếm khí bắn thủng, máu tươi phun tung tóe. Thiên Pháp Lộ Nguyệt chỉ vừa đối mặt liền thất bại Mộng Ma Tôn Giả, kích thương huyết đồ Xuyên, huyết đồ Lăng Vân hai người, thực lực cường hãn, quả thực là kinh người.
Diệp Thần cũng là âm thầm kinh hãi, bất quá hắn cũng biết, thiên pháp lộ nguyệt tại đây bên trong lợi hại như vậy, là bởi vì có thương linh dược giới địa mạch tăng thêm, nàng từng là mộ táng cung cung chủ, thương linh dược giới liền là địa bàn của nàng. Thiên địa càn khôn, cùng nàng dung hợp cũng sinh, vì vậy võ công của nàng đạo pháp cường hãn kinh người, nếu như ở bên ngoài, nàng liền không có ngoại hạng như vậy. Thiên pháp lộ nguyệt cũng biết, chính mình chấp trưởng thương linh dược giới thiên địa quyền hành, cho nên nàng mới tự tin như vậy, tin tưởng dựa vào lực lượng một người, cũng đủ để thu phục cổ ma huyết đảo, dẹp yên sâu uyên ma tộc. Mộng mới ma tôn giả nhìn thấy huyết đồ xuyên cùng huyết đồ lăng vân đều thụ thương, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, nói, nhanh lên, nhanh lên. Nữ nhân này võ công quá kinh khủng, thiên địa tạo hóa chúc phúc, toàn tập tại nàng trên người một người. Mộng ma tôn giả là không còn dám tại đây bên trong đánh, vội vàng mang theo huyết đồ xuyên cùng huyết đồ lăng vân lùi lại, rất nhiều sâu uyên ma tộc đệ tử cùng huyết đồ người cũng cuống quýt chật vật rút lui, toàn bộ lui vào hòn đảo trung ương trong cung điện. Cung điện kia nguyên bản gọi máu hoàng điện, ban đầu là huyết đồ người chỗ tạo, sau này cắt nhường cho sâu uyên ma tộc về sau, liền đổi gọi ma hoàng điện. Ma hoàng điện có thể nói là toàn bộ cổ ma huyết đảo, hạch tâm trật tự chỗ, đại điện đỉnh cắm một thanh kiếm, uy thế lăng lệ. Trong cung điện lại có rất nhiều thủ hộ đại trận, cơ quan tạo vật, thủ thành hỏa pháo đổ vật, phòng thủ xâm nghiêm, vững như thành đồng. Mộng ma tôn giả, huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân đám người, lui vào ma hoàng điện về sau, lập tức liền dựa vào ma hoàng điện phòng ngự, khởi động đủ loại đại trận, chống cự Diệp Thần, thiên pháp lộ nguyệt đám người. Thiên pháp lộ nguyệt đi vào ma hoàng điện phía dưới, thấy đến đại điện đỉnh cắm thanh kiếm kia, cau mày nói, dựa tinh kiếm. Làm sao rơi xuống trong tay bọn họ rồi? Ánh mắt mang theo một vệt nghiêm khắc, nhìn về phía bên cạnh Thiên Pháp Dung. Thiên Pháp Dung vẻ mặt hoảng hốt trắng bệch, nói, hồi bẩm cung chủ, là chúng ta vô dụng, sớm tại mấy vạn năm trước, dựa tinh kiếm liền bị huyết đồ phái xê ướp đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia ôm nguyệt đao đâu? Thiên Pháp Dung xấu hổ, nói, cũng bê ị xê ướp đi, huyết đồ phái tướng ôm nguyệt đao hiến tặng cho Thâm Uyên ma chủ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc đầu, thở dài, thôi, các người đám rác rưởi này, ta liền biết, năm đó không nên tướng tinh nguyệt thần binh lưu cho các ngươi. Thiên Pháp Dung sợ hãi nói, cung chủ thứ tội. Diệp Thần trong lòng khẽ động, nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cái kia dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao, tựa hồ là cực kỳ trọng yếu thần binh lợi khí. Hắn mắt thấy hướng trên đại điện cắm dựa tinh kiếm, đích thật là thấy một cỗ rộng rãi đại trật tự khí tức, tại dựa tinh kiếm thủ hộ dưới. Ma hoàng điện phòng ngự 10 điểm kiên cố, tựa hồ khó mà phá vỡ. Từng đợt pháp vòng bảo hộ đã bay lên, đem chọn cái ma hoàng điện đều bao lại, vòng bảo hộ bên trên có rất nhiều hình kiếm phù văn, ngoại trừ thủ hộ bên ngoài, phảng phất còn mang theo một cỗ công sát khí tức. Diệp Thần nghĩ thầm, không biết ta đại thiên thần diệt trưởng, có thể hay không phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần tựa hồ có chút kích động dáng vẻ, nói, Diệp Thần, chớ làm loạn. Ngươi lui ra phía sau một chút, đừng tới gần nơi này. Diệp Thần nói, vì sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, trong cung điện này, bố trí có hồi hồn thôn vệ trận, đó là huyết đồ phái ban đầu, mong muốn dùng tới thôn vệ ngươi trận pháp. Lúc này hồn thôn vệ trận nếu là khởi động, rất có thể đem ngươi nuốt. Diệp Thần trong lòng run lên, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên tại đây ma hoàng điện bên trong, bắt được một tia khí tức nguy hiểm, đủ để uy hát hiếp được hắn sinh mệnh. Nếu là hắn bị thôn phệ, hắn thậm chí khả năng vô pháp tại tinh không thần chỉ phục sinh. Diệp Thần nói, này huyết đồ phái, thật sự là âm độc a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ha ha, huyết đồ xương tiện nhân kia đồ tử đồ tôn, dĩ nhiên cũng là một đám ác độc tiện chủng, hôm nay ta liền đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ. Chư thế chí tôn Pháp, ta trước khi chư thế, vì đại chí tôn, ngạo thiên vô thượng, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Bỗng nhiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt phát ra ngâm sướng, thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, chấn động tại mỗi người bên tai, như rồng ngâm hổ gầm, biển động núi lở, trên người nàng toát ra vạn trượng phát sáng, bá khí vô cùng. Này phát sáng là như thế mãnh liệt, thậm chí liền Diệp Thần, đều không thể lại tới gần bên người nàng, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt thân thể, treo lơ lửng ở giữa không trung, trên người của nàng, một cỗ cường đại vô cùng khí tức, xông lên trời không. Chấn động cửu thiên thập địa, khiến cho mảnh thế giới này, đều vì đó run rẩy. Phía sau của nàng, xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, như thần linh thân thể,
tản ra thông thiên thần quang, như một tôn cổ lão chí tôn thần chỉ, đứng sừng sững giữa phiến thiên địa này. Này hư ảnh trên thân, tản mát ra làm người run rẩy uy áp, phảng phất theo cổ lão mà xa xôi tuế nguyệt bên trong đi ra, tràn đầy tê an tê hương cổ lão chi ý. Cái kia hư ảnh là chính nàng bộ dáng, nhưng muốn uy nghiêm bá khí được nhiều, đó là một đạo chí tôn thân ảnh, là chư thế chí tôn pháp bộc phát ra khí tượng. Chư thế chí tôn pháp, chính là mộ táng cung bên trong độc môn tuyệt học, tu luyện độ khó cực cao, tại mộ táng cung bên trong, trước mắt chỉ có thiên pháp lộ nguyệt cùng vị kia huyết đồ xương luyện thành. Năm đó thiên pháp lộ nguyệt trước huyết đồ xương một bước, đã luyện thành chư thế chí tôn pháp, đoạt chiếm tiên cơ, liền đem người sau hạ gục, người sau sau này luyện thêm thành, cũng khó có thể phản kích. Này chư thế chí tôn pháp một bạo phát đi ra, người như chư thiên vạn giới vô thượng chí tôn, uy nghiêm vô thượng, phát sáng vô lượng, chiếu rọi chư thiên, che đậy hoàn vũ, khí thế mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên pháp lộ nguyệt một sử dụng ra chư thế chí tôn pháp, mộ táng cung các đệ tử, liền rung động kinh khủng, đồng loạt quỳ ngã xuống, run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám nhìn thẳng thiên pháp lộ nguyệt thân ảnh. Phá! Thiên pháp lộ nguyệt khí thế hừng hực vô cùng, vung ra một trường, kinh thiên động địa, đánh vào ma hoàng điện vòng bảo hộ phía trên, chỉ một trường, liền đem vòng bảo hộ kia đánh cho bạo diệt, cả tòa ma hoàng điện đều tại kịch liệt lay động. Ma hoàng điện bên trong, mộng ma tôn giả, huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân, còn có tất cả sâu uyên ma tộc người, tất cả huyết đồ người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiên pháp lộ nguyệt. Thời khắc này thiên pháp lộ nguyệt, quá rực rỡ, quá hừng hực, quá lóa mắt, quá kinh khủng, cùng nàng so sánh, bọn hắn tất cả mọi người, đều nhỏ bé đến tựa như một bầy kiến hôi. Thế nào, còn muốn phản kháng sao? Thiên pháp lộ nguyệt khóe miệng mang theo lãnh khốc đường cong, quan sát trước mắt một đám đợi làm thịt cừu non. Mộng ma tôn giả đạo tâm cơ hồ sụp đổ, hướng về phía huyết đồ xuyên kêu lên, nhanh triệu hoán phá quân thần nữ buông xuống. Các ngươi đều nghĩ xê hết ở chỗ này sao? Huyết đồ xuyên toàn thân run rẩy, nói, triệu hoán trưởng giáo đại nhân, cần đại lượng máu tươi làm tế. Mộng ma tôn giả gầm thét lên, dùng đầu lâu của ta, đủ chưa? Hắn vung đao tại trên cổ mình mãnh liệt chạm, càng đem đầu cắt xuống. Hắn một tay bắt lấy đầu, ném đến ma hoàng điện trong sân rộng một chỗ trên tế đàn. Chém dụng đầu về sau, mộng ma tôn giả thân thể còn đứng vững, chẳng qua là máu tươi không ngừng theo cổ chỗ nứt bắn ra, thoạt nhìn 10 điểm quỷ dị. Nhanh đi triệu hoán phá quân thần nữ. Mộng ma tôn giả đầu đã đứt, dùng thiên đế ý chí chấn động hư không, phát ra thanh âm như sấm, tràn ngập bức thiết ý vị. Thiên pháp lộ nguyệt quá cường hãn, chủ yếu là nàng đã từng là mộ táng cung cung chủ, chấp trưởng thương linh dược giới thiên mệnh quyền hành, đạt được hết thảy thiên địa tạo hóa chúc phúc, cho nên phá lệ lợi hại. Tại thương linh dược giới bên trong, thiên pháp lộ nguyệt cơ hồ là vô địch tồn tại. Huyết đồ xuyên thấy mộng ma tôn giả, lại lấy đầu lâu của mình làm tế, cũng không khỏi đến lấy làm kinh hãi, không dám sơ suất, cuống quýt chạy đến bên rìa tế đàn bên trên, liền khàn cả giọng thành tín triệu hoán nói. Trưởng giáo chí tôn, buông xuống đi. Thiên pháp lộ nguyệt lông mày nhíu lại, nói, muốn gọi người. Nàng vội vàng một trưởng cuồng đập mà ra, hướng về tế đàn mãnh kích mà đi, muốn đem tế đàn kia kèm thêm lấy huyết đồ xuyên đánh nổ. Mộng ma tôn giả sớm có phòng bị, một phất ống tay áo, liền có 10 cái sâu uyên ma tộc cường giả bị cuốn lên, cao giọng kinh hô, lại bị cho rằng là khiên thịt, ngăn cản thiên pháp lộ nguyệt mãnh kích. Phanh phanh phanh, cái kia 10 cái sâu uyên ma tộc, đều bị thiên pháp lộ nguyệt một trưởng đánh nổ, nhưng ở bọn hắn ngăn cản dưới, huyết đồ xuyên lại là thuận lợi hoàn thành triệu hoán. Chỉ thấy mộng ma tôn giả cái đầu kia, dung hóa thành dòng máu thẩm thấu toàn bộ tế đàn đều hóa thành máu tươi màu sắc, một luồng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng khí tức bá đạo, đang ở dòng máu bên trong ấp ủ. Sau đó, cô lỗ lỗ một hồi vang, dòng máu bên trong, chậm rãi dâng lên một đạo thân ảnh. Đó là một nữ tử, thân mặc đồ đỏ, tay cầm lấy một cây ô trường thương màu vàng óng, dung mạo thanh tú, hai đầu lông mày mang theo tư thế hiên ngang hào khí, tóc đen bồng bềnh, làn da tuyết trắng, tướng mạo không phải thiên pháp lộ nguyệt loại kia xinh đẹp thanh tuyệt, mà là một loại giang hồ nhi nữ hiên ngang hào hùng, thân eo như trường thương trong tay thẳng tắp, cả người khí chất tương đương lăng lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Thiên pháp lộ nguyệt nhìn thấy cái này nữ tử áo đỏ, a một tiếng kêu, gương mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nói, huyết đồ xương, người tiện nhân này.
Diệp Thần nhìn thấy theo tế đàn bên trong nổi lên nữ tử, nội tâm cũng là rất đỗi chấn động, suy nghĩ, nữ tử này, liền là cái kia phá quân thần nữ Huyết Đồ Xương. Huyết Đồ Xương tướng mạo khí chất, vượt xa tính toán Diệp Thần ngoài ý liệu, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ là một bộ giang hồ nhi nữ bộ dáng, cùng mặt khác đồ sát người so sánh, hoàn toàn không có một chút hung lệ bạo ngược huyết khí, cả người đều là nhẹ nhàng thoải mái. Huyết Đồ Xương xuất hiện, gặp được Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nói Thiên Pháp Lộ Nguyệt, ngàn tỷ thế không thấy, người phong thái vẫn như cũ a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cả giận nói, tiện nhân, năm đó không thể gsc hết ngươi, là ta suốt đời việc đáng tiếc. Ta muốn dùng luật pháp trị thiên hạ, nhưng duy chỉ có đối ngươi, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Ông, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trong nháy mắt, một đạo bạch hồng kiếm khí, như kinh đào bạo sát, liền hướng về Huyết Đồ Xương đầu sỏ xuyên qua mà đi. Nàng và Huyết Đồ Xương ở giữa, ân oán cừu hận quá lớn, không chỉ là tín ngưỡng lý niệm khác biệt, hai bên huyết cừu cũng là cực sâu, song phương cha mẹ bằng hữu đều là xê hết tại trong tay đối phương. Huyết Đồ Xương nhìn thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt công sát tới, không sợ chút nào, nói. Ta đã không là năm đó ta, không phải địch thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, ta dùng một thương phá thiên, hoành ép chư thế vô địch. Một tiếng này một thương phá thiên, hoành ép chư thế vô địch, quả nhiên là kinh thiên động địa, tiếng như lôi minh, chấn động thương vân, cổ ma máu trên đảo đầy trời không tiêu tan hắc vũ, liền hôm qua Thiên Pháp Lộ Nguyệt đều không có phá vỡ ô uế. Huyết Đồ Xương hét lớn một tiếng, hắc vũ liền tán đi, lộ ra bầu trời xanh, liệt nhật chiếu ở trên người nàng, hào quang vạn trượng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt công gờ yết đi qua bạch hồng kiếm khí, tại Huyết Đồ Xương tiếng quát phía dưới, trực tiếp liền diệt vong. Trưởng giáo sư tôn, trưởng giáo uy vũ a. Huyết Đồ Xuyên, Huyết Đồ Lăng Vân cùng rất nhiều huyết đồ đám người, nhìn thấy Huyết Đồ Xương như thế bá khí tuyệt luân thần uy. Đều là kinh hỉ cúng bái, toàn thân xúc động run rẩy. Bọn hắn coi là Thiên Pháp Lộ Nguyệt đã vô địch, không nghĩ tới Huyết Đồ Xương so với nàng còn muốn vô địch bá khí. Huyết Đồ Xương bá khí, cũng không là cái gì trưởng giáo uy nghiêm cao cao tại thượng bá khí, mà là một loại bất khuất võ đạo tinh thần, chỉ có thời gian dài luyện võ, mà lại tâm vô bằng vụ, thuần túy đắm chìm võ đạo người, mới có thể có này loại bất khuất võ đạo ý chí, đủ để nối liền trời đất càn khôn. Mộng ma tôn giả không đầu thân thể, một hồi lay động, rõ ràng bị Huyết Đồ Xương khí thế kinh hãi, trong lòng lại kiêng kỵ sợ hãi. Huyết Đồ Xương khí chất, thoạt nhìn rõ ràng cùng bình thường huyết đồ người khác biệt, thấy thế nào cũng không giống là sẽ cùng sâu uyên ma tộc hợp tác bộ dáng. Rõ ràng Huyết Đồ Xương bộ dạng này giang hồ nữ nhi, võ đạo bất khuất bộ dáng, liền mộng ma tôn giả cũng là bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá Huyết Đồ Xương thực lực lại không chút nào khiến cho hắn thất vọng. Trong mắt hắn, thao thiên vô địch Thiên Pháp Lộ Nguyệt, lúc này gương mặt đã là triệt để tái nhợt. Nàng thi triển ra chư thế chí tôn pháp, hạng gì bá khí vô địch, nhưng căn bản ép không được Huyết Đồ Xương, Huyết Đồ Xương võ đạo khí thế, ngược lại trái lại áp chế nàng. Hô! Huyết Đồ Xương vung động trong tay ô trường thương màu vàng óng, như quét ngang tinh không, quét tới, lại như một mảnh sao băng lớn rơi. Không mang theo bất luận cái gì lòe loẹt biến hóa, chỉ có thuần túy võ đạo uy áp. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng rút kiếm đón đỡ, nhưng căn bản ngăn không được, cả người mang kiếm bệ đỡ ánh ngã xuống đất, phù một tiếng bắn ra máu tươi, sau lưng chí tôn pháp tướng hư ảnh phá diệt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người choáng váng. Vừa mới Thiên Pháp Lộ Nguyệt, hạng gì bá khí, nghiền ép mộng ma tôn giả, Huyết Đồ Xuyên, Huyết Đồ Lăng Vân đám người, đều không cần chiêu thứ hai. Nhưng bây giờ, chẳng qua là nhất kích, nàng liền bị Huyết Đồ Xương đánh thành trọng thương, mặt tái nhợt cho trở nên như xê hết trắng xám. Tất cả mọi người rung động, không nghĩ tới Huyết Đồ Xương võ đạo cường đại như vậy. Huyết Đồ Xương nhìn thấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt trọng thương thổ huyết ngã xuống đất, lông mày nhíu lại, hai đầu lông mày tràn đầy báo thù thoải mái, cùng nàng hiên ngang anh tư hết sức không tương xứng. Cừu hận đã đem nàng bóp méo, cũng đồng dạng bóp méo Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Tiện tì, người uổng xưng thẩm phán chi chủ, ngay cả ta một thương cũng đỡ không nổi. Cái gì thiên pháp lệnh, liền là chê cười. Thế đạo này, chỉ có cường giả độc tôn, mới là vĩnh hằng chân lý. Ngày xưa ngươi mạnh hơn ta, khiến ta như chó nhà có tang lưu lạc, hôm nay ta cuối cùng so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi muốn xê hết như thế nào, nói cho ta biết.
Huyết Đồ Xương thanh âm mang theo thao thiên hận ý cùng phẫn nộ, nàng võ đạo uy thế mạnh mẽ, một thương liền đánh bại Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Coi như Thiên Pháp Lộ Nguyệt có thiên địa tạo hóa chúc phúc, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Một bên Diệp Thần, có chút ngẩn người, bởi vì hắn thấy Huyết Đồ Xương vừa mới một thương kia võ đạo khí thế, cùng võ tổ giống nhau y hệt. Nàng quả nhiên đạt được võ tổ chân truyền. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng rõ ràng cũng không ngờ tới, Huyết Đồ Xương thế mà sẽ mạnh mẽ đến nước này. Tiện nhân, chớ đắc ý, ta còn không có thua. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ống tay áo đột nhiên hất lên, một nhánh tụ tiễn bay ra, nhanh chóng bắn nhanh về phía Huyết Đồ Xương mi tâm. Huyết Đồ Xương kinh mới hãi, trăm triệu không nghĩ tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại đột nhiên đánh lén. Thế nhân đều biết thẩm phán chi chủ công chính đường hoàng, minh bạch rõ ràng, hôm qua Thiên Pháp Lộ Nguyệt buông xuống, thậm chí không có lập tức tiến đánh cổ ma huyết đảo, mà là đường đường chính chính phát chiến thư, cho nên, Huyết Đồ Xương cũng không ngờ tới nàng sẽ không để ý đến thân phận, đột nhiên đánh lén. Nàng tức giận cơ đã hoàn toàn bị khóa chặt, cảm thấy hoảng sợ, cũng may mắn nàng tu vi cường hãn, mạnh mẽ nghiêng thân thể, tránh đi yếu hại. Cái kia tụ tiến bắn trúng nàng đầu vai, tận gốc chui vào, đau nhức toàn tâm, lại là một cỗ kinh thiên lạnh lẽo cuốn tới, rõ ràng có tôi luyện cực kỳ lợi hại hàn độc. Huyết Đồ Xương kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ôm đầu vai quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, giận dữ nói tiện tì, ngươi dám đánh lén ta. Dùng này loại thấp hèn thủ đoạn, ngươi cũng xứng xưng thẩm phán chi chủ. Nàng thụ thương trúng độc, liều mạng còn sót lại khí lực, một thương ném ra đi, muốn đem Thiên Pháp Lộ Nguyệt đập xê hết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lúc này trọng thương ngã xuống đất, đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Diệp Thần thấy thế, vội vàng ra tay thi cứu. Huyết Long giúp ta. Tinh bạo khí lưu trảm. Diệp Thần khẽ cắn môi, kêu gọi Huyết Long trợ lực, giống một tiếng long ngâm, Huyết Long hiện thân quấn quanh ở hắn trên cánh tay phải, hắn khí lực tăng mạnh, lại rút ra tiểu đạo thiên kiếm, nhất kiếm tinh bạo khí lưu trảm, dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng đẩy ra Huyết Đồ Xương đập tới trường thương, chỉ bị chấn động đến cánh tay run lên, nghĩ thầm. Này Huyết Đồ Xương võ đạo khủng bố, quả nhiên đã siêu việt võ tổ sư tôn. Huyết Đồ Xương cùng võ tổ, tu vi đều là cửu phẩm thiên đế, khí tức cường độ là giống nhau, nhưng võ đạo ý chí có chênh lệch. Huyết Đồ Xương cửu hận quá nồng nặc, nàng võ đạo ý chí, cũng là mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi, học võ chính là vì báo thù, tìm Thiên Pháp Lộ Nguyệt báo thù. Nếu như Thiên Pháp Lộ Nguyệt người tại đạo tông, nàng lại muốn chiếu cố võ tổ, có loại loại không tiện. Coi như võ đạo đại thành, nàng cũng không tiện ra tay. Nhưng bây giờ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt bị Diệp Thần triệu hoán đến Thương Linh Dược Giới, nàng tại đây bên trong GSC hết nàng, đạo tông cũng quản không lên. Tại cường liệt như vậy báo thù ý chí khu động dưới, Huyết Đồ Xương võ đạo, siêu việt võ tổ, cũng chẳng có gì lạ. Diệp Thần có thể cảm nhận được, Huyết Đồ Xương cái kia vô cùng mãnh liệt sát ý, hắn biết lưu tại nơi này, Thiên Pháp Lộ Nguyệt chắc là phải bị GSC hết. Chính mình cũng phải bị liên lụy. Đi, mau bỏ đi. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức ôm lấy Thiên Pháp Lộ Nguyệt mềm nhũn kiều khu, chạy trốn ra ngoài mà đi, gọi Thiên Pháp Dung chờ mộ táng cung đệ tử cũng rút lui. Nhưng một đám mộ táng cung đệ tử, chịu Huyết Đồ Xương võ đạo uy áp bao phủ, ngây ra như phỗng, toàn thân không dám nhúc nhích, muốn chạy trốn, nhưng tay tay chân chân lại không nói nổi mảy may khí lực. Cái này là võ đạo cường giả khủng bố. Huyết Đồ Xương chỉ là ý chí khí tràng, liền có thể nghiền ép đến người không thở nổi. Huyết Đồ Xương nhìn thấy Diệp Thần thế mà có thể ngăn cản nàng một thương, còn muốn mang theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt chạy trốn, tầm mắt lộ ra một vệt chấn kinh. Cái này người liền là Luân Hồi Chi Chủ, lại có thể ngăn cản ta một thương, không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhớ tới võ tổ thường xuyên đề cập Diệp Thần, lúc này thấy tận mắt, trong lòng cũng không khỏi bay lên một vệt tán thưởng. Nhưng nhìn xem Diệp Thần ôm đi Thiên Pháp Lộ Nguyệt, nội tâm của nàng liền không tự chủ được tạo ra cừu hận cùng phẫn nộ, vừa mới bay lên tán thưởng cũng toàn bộ tan vỡ. Hừ, cái gì Luân Hồi Chi Chủ, đoán chừng sớm đã bị Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiện nhân kia mê hoặc. Tâm nghĩ đến đây, liền quát to. Cẩu nam nữ, còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Huyết Đồ Xương gương mặt vặn vẹo chấn nộ, nắm trường thương, nhớ tới thân tê duy sát, nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt chi kia tụ tiễn. Quá mức âm độc, hàn độc cực nặng, nàng không làm gì được, cũng không cách nào đứng dậy tê duy sát, thậm chí muốn khoanh chân ngồi xuống, không ngừng hô hấp điều tức, vận công áp chế hàn độc.
Nàng khẽ cắn môi, liều mạng cuối cùng một chút sức lực, một chầu trường thương, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy pháp thiên tượng địa đại khí tượng xuất hiện, toàn bộ cổ ma huyết đảo rìa ngoài, bay lên từng sợi to lớn ô kim sắc trường thương, vẻ ngoài cùng trường thương trong tay của nàng một dạng, nhưng lại phóng đại vạn lần. Từng sợi vạn trượng cao cự thương, như từng sợi kình thiên chi trụ, đóng chặt hoàn toàn cổ ma huyết đảo đường ra. Diệp Thần bản muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng đường ra bị phong kín, trước mắt chỉ có từng sợi kình thiên cự thương, như là đại trận, phong bế con đường phía trước. Huyết Long, có thể phá xuất đi sao? Diệp Thần sầm mặt lại, hỏi thăm Huyết Long nói. Huyết Long nói, có thể, nhưng ít ra muốn 3 ngày. Diệp Thần nói, 3 ngày, cái kia thiên pháp lộ nguyệt người đều đờ á xê hết. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong lồng ngực thiên pháp lộ nguyệt, người sau thụ thương 10 điểm nghiêm trọng, hắn ôm nàng, có thể rõ ràng thấy, nàng toàn thân xương cốt đều không một cây là hoàn hảo, đều bị huyết đồ xương vừa mới một kích kia, chấn động đến gãy xương hoặc là đập tan. Nhất định phải mau sớm vì thiên pháp lộ nguyệt trị liệu, bằng không nàng khẳng định sống không qua đêm nay. Huyết Long phá trận cần 3 ngày, vậy thì đồng nghĩa với không ra được, dù sao sâu uyên ma tộc cùng huyết đồ đám người. Cũng không có khả năng trơ mắt nhìn. Diệp Thần tầm mắt chuyển động, liền ôm thiên pháp lộ nguyệt, hướng trên đảo một tòa núi hoang chạy đi. May mắn lúc này huyết đồ xương, chúng thiên pháp lộ nguyệt ngâm độc tụ tiến, vô pháp đuổi theo, Diệp Thần còn có Chu Toàn chỗ trống. Chỉ cần huyết đồ xương không ra tay, những địch nhân khác, Diệp Thần còn nhưng đối phó. Nhưng huyết đồ xương, liền quá kinh khủng, nàng võ đạo đã vượt qua võ tổ, Diệp Thần muốn cùng nàng chống lại. Vô cùng gian nan. Huyết đồ xương thấy Diệp Thần cùng thiên pháp lộ nguyệt, chạy tới trên núi hoang, rừng rậm thương mang, lập tức không thấy bóng dáng, lập tức phẫn nộ quát. Xuyên lão, Lăng Vân, các ngươi mau đuổi theo. Nàng vạn cổ chưa từng trở về thương linh dược giới, nhưng tình cờ cũng sẽ cùng huyết đồ đám người câu thông, tuy là võ đạo tinh thuần, câu thông số lần không nhiều, nhưng ít ra duy trì mỏng manh liên lạc, cho nên lúc này kêu gọi thuộc hạ, ra lệnh. Cũng không cái gì chúc chắc chỗ. Huyết đồ xuyên cùng huyết đồ Lăng Vân, nghe được huyết đồ xương mệnh lệnh, liền lập tức muốn mang người ra đuổi theo. Thiên pháp lộ nguyệt đã trọng thương ngã gục, không đáng lo lắng. Huyết đồ xương lông mi đột nhiên nhảy lên, chỉ ma hoàng điện phía trên cắm dựa tinh kiếm, lại kêu lên, mang lên thanh kiếm này, dùng sách vạn toàn, luân hồi chi chủ rất lợi hại, không thể khinh thường. Huyết đồ xuyên hoảng hốt vội nói, trưởng giáo chí tôn. Này dựa tinh kiếm là cổ ma huyết đảo trật tự chỗ, không thể rút ra, rút thiên địa liền muốn sụp đổ. Huyết đồ xương nói, ta tỏa trấn nơi này, ta chính là lớn nhất hải đăng cùng trật tự, người vội cái gì, cứ việc rút kiếm là được. Huyết đồ xuyên kinh sợ, nói, đúng, trưởng giáo chí tôn. Nói xong, hắn liền nhảy đến ma hoàng điện trên đỉnh, đem dựa tinh kiếm rút ra. Này bạt kiếm ra về sau, quả nhiên như đồ sát xương nói, có nàng tỏa trấn. Thiên địa trật tự cũng không có sụp đổ. Huyết đồ xuyên nhãn tình sáng lên, âm thầm bội phục huyết đồ xương mạnh mẽ, cùng huyết đồ Lăng Vân nhìn nhau, hai người mang lên 10 cái tinh nhuệ đệ tử, sâu uyên ma tộc cùng huyết đồ người đều có, liền hướng trên núi hoang xuất phát, muốn tê duy ét át Diệp Thần cùng thiên pháp lộ nguyệt. Lúc này Diệp Thần, ôm thiên pháp lộ nguyệt, tại trên núi hoang đề khí gấp chạy, đã vào thương mang trong rừng cây, nghe được phía sau huyết đồ xuyên. Huyết đồ Lăng Vân dẫn người theo đuổi gợi yết, không khỏi có chút lo lắng. Hắn mang theo trọng thương ngã gục thiên pháp lộ nguyệt, có rất nhiều không tiện, là tuyệt không thể lên tranh đấu, bằng không thiên pháp lộ nguyệt liền lập tức muốn xê hết. Diệp Thần xoay chuyển thì ánh mắt, trong lòng lóe lên muôn vàn suy nghĩ, liền vận dụng không gian pháp tắc thần thông, xé mở một đầu không gian nếp gấp, dự định trước trốn vào đi. Thiên pháp lộ nguyệt nói, không, không được, ta... Ta bê ị tê hương quá nặng, nếu là lại chịu khác biệt không gian pháp tắc chấn động, ta lập tức liền muốn xê hết. Diệp Thần nói, thật là làm như thế nào? Thiên pháp lộ nguyệt gian nan nhấc ngón tay chỉ phía trước, nói, phía trước có sơn động, người mang ta tới, ta. Ta sắp phải xê hết, tiện nhân kia võ đạo quá lợi hại, ta. Ta sống không được, trước khi xê hết, chỉ cần tương đạo thống truyền thụ cho ngươi, không thể để cho mộ táng cung hỏa chủng dập tắt. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trước là mảnh trụi lùi vách núi, nói, nơi nào có hang núi. Thiên pháp lộ nguyệt nói, người đi qua, liền có thể thấy. Diệp Thần trong lòng hồ nghi, liền đi đến cái kia trước vách núi, chỉ thấy cái kia vách núi trên vách đá dựng đứng,
thế mà trống rỗng xuất hiện một cái sơn động, hắn không khỏi a một tiếng, nói, biến giả trở thành sự thật. Tiền bối thủ đoạn cao cường. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, gọi ta là tỷ tỷ. Diệp Thần ừ một tiếng, ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiến vào hang núi. Này sơn động vốn là không tồn tại, nhưng Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói có, cái kia bỗng biến hóa ra tới, đây là biến giả trở thành sự thật, cải biến thiên địa tạo hóa lớn huyễn tưởng thủ đoạn, theo căn bản logic bên trên cải biến thiên địa cấu tạo, chỉ có đỉnh cấp thiên đế có thể làm đến. Nàng lúc này trọng thương ngã gục, nhưng y nguyên có như thế thần thông, rõ ràng công pháp nội tình chi thâm hậu. Diệp Thần tiến vào hang núi về sau, đem Thiên Pháp Lộ Nguyệt đặt ở một tấm trên bệ đá, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, ta trước thay chị cho ngươi thương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt biết chính mình thương thế nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đều đã vỡ vụn, tuyến thời gian đang không ngừng băng diệt, muốn ngăn cũng không nổi, dự đoán sống không quá đêm nay, nhưng trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, hy vọng Diệp Thần thật có thể trị hết chính mình, liền gật gật đầu. Đắc tội. Diệp Thần đưa tay tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt trên thân thể mềm mại, một hồi xoa bóp, tiếp nhận nàng gãy xương, có chút xương cốt đã triệt để đập tan, hắn lại lấy ra dây vải, tìm tới chút nhánh cây, vì nàng băng bó. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhẹ nhàng cởi xuống chính mình quần áo, lộ ra một thân dương chi bạch ngọc giống như da thịt, thuận tiện Diệp Thần trị liệu. Bên ngoài Huyết Đồ Xuyên, Huyết Đồ Lăng Vân đám người, theo bên ngoài sơn động đi ngang qua, Diệp Thần rất gấp gáp. Nhưng bọn hắn lại phảng phất giống như không phát hiện rời đi, cũng không có phát hiện trong sơn động hai người tồn tại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta này sơn động thuộc huyễn tưởng thế giới, bọn hắn một chốc tìm không được, người có khả năng yên tâm. Diệp Thần liền yên tâm dâng lên, thay Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp nhận tốt xương cốt về sau, thi triển thánh quang trị liệu pháp, từng sợi thánh quang quán trú vào trong cơ thể nàng, nhưng không ngờ thánh quang rót vào về sau, lại đổ xuống ra tới. Hoàn toàn không thể tẩm bổ thân thể của nàng. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cắn răng nói, là tiễn nhân kia thủ đoạn, nàng võ đạo hết sức lợi hại, mang có nhân quả luật, chịu uy áp người không được trị liệu, bất luận cái gì trị liệu thủ đoạn cũng vô dụng, nàng là muốn ta xê hết. Diệp Thần nói, vậy làm sao bây giờ? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ai? Diệp Thần, liền ngươi cũng cứu không được ta, xem ra ta là sống không được. Người dìu ta đứng lên, ta có mấy lời nói cho ngươi. Diệp Thần cảm thấy im lặng, đem Thiên Pháp Lộ Nguyệt vịn ngồi mà lên, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thương đến lợi hại, nhẹ nhàng sát bên đầu vai của hắn, thở dốc một hồi, nói, kỳ thật ngươi phải cứu ta, còn có nhất pháp, liền là ngươi ta như đạo lữ kết hợp, thể xác tinh thần tương dung, dạng này ngươi cho ta hải đăng, mà lại không phải bình thường hải đăng, là tính mệnh tương liên tồn tại, dạng này ta có ngươi luân hồi máu cùng tính mệnh của ngươi ý vị tẩm bổ. Là có thể sống lại. Nhưng này pháp nhân quả tiêm nhiễm quá lớn, một khi bắt đầu dùng, từ đó chúng ta tính mệnh tương liên, đồng sinh cộng tử, về sau nếu như ngươi xê hết, ta liền muốn đi theo xê hết, ta mà xê hết đi, ngươi cũng không sống nổi. Diệp Thần nội tâm đại chấn, Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tới biện pháp, nhân quả liên lụy đích thật là quá lớn quá lớn. Nếu như là làm bình thường hải đăng, hắn không cần trả giá quá nhiều, vậy dĩ nhiên là không cần cân nhắc. Nhưng bây giờ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt muốn cùng hắn kết hợp, đồng sinh cộng tử, tính mệnh tương liên, nhân quả thực sự quá lớn, về sau Thiên Pháp Lộ Nguyệt nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn xê hết đi, Diệp Thần liền muốn đi theo xê hết, hắn tự nhiên không muốn như thế. Hắn hậu cung hồng nhan bên trong, liền Kỳ Tư Thanh, Hạ Nhược Tuyết chờ nữ, đều không có như thế đãi ngộ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, đã biết ý nghĩ của hắn, không khỏi cười khổ một tiếng. Nói thật có lỗi, là ta yêu cầu quá phận. Diệp Thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi uống ta máu, có lẽ cũng có thể cứu trị ngươi. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp huy kiếm cắt cổ tay của mình, đưa tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt bên môi. Hắn thủ đoạn cắt, đại lượng máu tươi ào ạt trào ra. Thiên Pháp Lộ Nguyệt một hồi động dung, bờ môi đụng lên đi, hút. Nàng uống Diệp Thần luân hồi máu, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Trong cơ thể không ngừng đứt đoạn sinh cơ, tại Diệp Thần luân hồi máu tẩm bổ dưới, cũng là thoáng khôi phục một chút. Có hiệu quả. Thiên Pháp Lộ Nguyệt khuôn mặt hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, vừa mới thánh quang trị liệu pháp đối nàng vô dụng, nhưng luân hồi máu có ích, đủ để đột phá Huyết Đồ Xương nhân quả luật hạn chế, chân chính trị liệu đến nàng. Diệp Thần vui vẻ nói, vậy ngươi uống nhiều một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc đầu, lại buông lỏng ra môi, nói, không được.
nghĩ triệt để chữa cho tốt ta, trừ phi uống sạch ngươi máu, được rồi, bây giờ cũng đủ rồi, ta có khả năng sống thêm nhiều mấy ngày, ngươi tốt nhất nghe. Lúc này hang núi bên ngoài, Huyết Đồ Xuyên, Huyết Đồ Lăng Vân đám người lại đi qua, hai người nghị luận. Xuyên lão, tiểu tử kia cùng cái kia tiện tỷ khí tức, làm sao biến mất không thấy? Ngô, không tại chân thực, đoán chừng liền là tại huyễn tưởng thế giới bên trong giấu kín lấy, trưởng giáo Chí Tôn đã phong tỏa hòn đảo, bọn hắn không trốn thoát được, chúng ta tiếp tục tìm kiếm là được. Diệp Thần cảm thấy rất gấp gáp, chỉ sợ bị bọn hắn tìm tới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đừng lo lắng, mấy người bọn hắn tôm tép nhãi nhép, tìm không thấy chúng ta, huyết đồ xương chúng độc tiễn của ta, mấy ngày nay cũng không cách nào thoát ra chuyển động, ta có thời gian truyền thụ cho ngươi đầy đủ đồ vật. Diệp Thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, người mũi tên độc kia thật đúng là lợi hại. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, dĩ nhiên lợi hại, đó là ta thủ đoạn bảo mệnh, phía trên rèn luyện hoàng hôn thiên phát sáng, dương nhánh ngọc lộ sạch, hàn băng thiên vũ tuyết, thanh xương thấu xương lạnh các loại độc dược, hàn khí xâm nghiêm, trung giả xê hết ngay lập tức, đáng tiếc ta bắn trạch, bị huyết đồ xương tiện nhân kia tránh thoát yếu hại, không phải nàng nhất định phải xê hết. Chẳng qua là, ta đường đường thẩm phán chi chủ, dùng này loại đánh lén phát độc tiễn thủ đoạn, thật sự là quá mức thấp hèn, có nhục thân phận ta, tất thành ta tâm ma. Diệp Thần nói, tình thế bắt buộc, cái kia cũng không thể tránh được, chỉ cần không thẹn với lương tâm thuận tiện. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta chính là vấn tâm hổ thẹn, ta một lòng nghĩ muốn rèn đúc luật pháp thống trị chính nghĩa thế giới, chính mình lại sử dụng ra như thế bị ổi thủ đoạn, ta đạo tâm căn cơ đều muốn hỏng mất, may mắn uống ngươi máu, ngươi thành ta hải đăng, ta tâm mà nghĩ đến có khả năng áp chế. Diệp Thần một hồi động dung, không nghĩ tới Thiên Pháp Lộ Nguyệt chẳng qua là phát một nhánh độc tiễn, liền sẽ đến ảnh hưởng đạo tâm nghiêm trọng như vậy. Quá mức chính nghĩa, tín ngưỡng đồ vật quá mức quang minh, cũng không phải chuyện tốt, tín ngưỡng liền thành chấp niệm, chính nghĩa liền thành xiềng xích, rất nhiều thủ đoạn đều không thể vận dụng, làm việc liền trở nên cứng nhắc. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tiếp, ta hẳn là còn có 7 ngày tính mệnh, Diệp Thần, này 7 ngày, người đến kế thừa ta mộ táng cung đạo thống. Diệp Thần ngẩn ngơ, nói cái gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, ta mặc dù cho rằng, ngươi tương lai dù như thế nào, đều khó có khả năng siêu việt thiên tổ, nhưng ngươi dù sao cũng là luân hồi chi chủ, có tư cách tu luyện mộ táng cung tuyệt học. Ta mộ táng cung tuyệt học, tu luyện cánh cửa cực cao, bình thường đệ tử có thể học thành một chiêu nửa thức, đã là thiên phú tuyệt diễm, có thể toàn bộ học thành người, vạn cổ vô nhất, ngay cả ta đều làm không được. Ta là sắp xê hết, này rất nhiều tuyệt học, chỉ có truyền cho ngươi, bằng không chỉ dựa vào bây giờ mộ táng cung bên trong những phế vật kia, thiên tổ tuyệt học, không sớm thì muộn muốn thất truyền, hủy ở trong tay bọn họ. Có một hơi, điểm một chén nhỏ đèn, mộ táng cung đạo thống lửa đèn, cũng không thể trong tay ta dập tắt. Diệp Thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, đừng nói loại lời này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thở dốc một thoáng, nói ta chỉ có 7 ngày mệnh, không có biện pháp, trừ phi uống sạch ngươi máu, hoặc là cùng ngươi thể xác tinh thần hòa tan, đồng sinh cộng tử, nhưng ta lại có thể như thế. Ta không thể thương tổn ngươi. Hô, nói nhiều như vậy, ta hơi mệt chút, ngươi qua điểm chân khí cho ta. Diệp Thần gật gật đầu, liền ôm Thiên Pháp Lộ Nguyệt đầu vai, tay nắm giữ lấy tay thon của nàng, đem chính mình trong đan điền linh khí, điều động ra tới, quán thâu đến trong cơ thể của nàng. Mặc dù không thể trị liệu thương thế của nàng, chí ít có thể dùng thoáng phấn chấn tinh thần của nàng. Dạng này quá chậm. Thiên Pháp Lộ Nguyệt một đôi cánh tay ngọc, đột nhiên ôm lấy Diệp Thần cổ, ngửa đầu hôn môi của hắn, tham lam mút vào Diệp Thần linh khí. Ngô! Diệp Thần một hồi chấn động, chỉ cảm thấy trong đan điền, đại lượng linh khí bị Thiên Pháp Lộ Nguyệt hút đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt hôn Diệp Thần một hồi, liền buông ra môi, thở thở ra một hơi, gương mặt càng hồng nhuận. Nói, dạng này ta đã tốt lắm rồi. Diệp Thần linh khí bị hút đi rất nhiều, may mắn hắn tu vi nội tình cường hãn, cũng là không thành trở ngại, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, vậy ngươi nên nghỉ ngơi. Ta nghĩ đến nhất pháp cứu ngươi, liền là đi chiếm lấy Chu Tước mảnh vỡ. Như ta được đến Chu Tước mảnh vỡ, tu hình vi cảnh giới tăng nhiều, khí huyết lớn mạnh, ngươi lại uống ta máu, ta là có thể chịu đựng được. Hiện tại Diệp Thần nghĩ triệt để cứu chữa Thiên Pháp Lộ Nguyệt. Trừ phi để cho nàng uống sạch trên người mình máu. Nhưng nếu như, hắn luyện hóa Chu Tước mảnh vỡ, khí huyết lớn mạnh,
vậy liền không cần bị uống sạch nghiêm trọng như vậy, khả năng hy sinh một nửa máu tươi, cũng đủ để cứu chữa. Thiên Pháp Lộ Nguyệt ánh mắt sáng lên, nhưng chợt lại ảm đạm đi, nói Chu Tước mảnh vỡ, tại chôn xương Thâm Uyên, sâu uyên ma tộc hang ổ, Thâm Uyên trong địa ngục. Thâm Uyên địa ngục có 18 tầng, Chu Tước mảnh vỡ tại tầng thứ 17, mong muốn cầm tới, nói thì dễ làm mới khó làm sao. Chu Tước mảnh vỡ đã có bản thân ý thức, có thể hóa hình thành Chu Tước thần điểu, người coi như có thể đột phá sâu uyên ma tộc tầng tầng phong tỏa, cầm tới Chu Tước mảnh vỡ, nó cũng sẽ không dễ dàng thần phục với ngươi. Chỉ có 7 ngày, không kịp, không còn kịp rồi. Diệp Thần nói, sự do người làm, Sương Nguyệt tỷ tỷ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói cái này, xê hết sống có số, năm đó ta cùng huyết đồ xương tiện nhân kia, tranh đấu đến thảm liệt như vậy, cũng đã sớm dự liệu được có một ngày như vậy. Chờ sau khi ta xê hết, người nghĩ biện pháp báo thù cho ta là được. Diệp Thần cảm thấy chìm xuống, huyết đồ xương là bạn của võ tổ, hắn lại cũng không dễ nói hướng nàng báo thù, bất quá tại Thiên Pháp Lộ Nguyệt trước mặt, cũng không tiện biểu lộ ra. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta bây giờ liền truyền cho ngươi Mộ Táng Cung tuyệt học, ngươi tốt nhất nghe. Diệp Thần nói, đúng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, ta Mộ Táng Cung tuyệt học thần thông, ngàn ngàn vạn vạn, phong phú, năm đó thiên tổ sư phó thác cho tuyệt học của ta, chủ yếu có 5 môn, mỗi một môn đều là kinh thế động thiên tồn tại. Này 5 môn tuyệt học, chính là Thiên Cung xếp mai tay, Luân Hồi Mộ Táng Công, Bạch Hồng rửa sạch kiếm, Chư Thế Chí Tôn Pháp, Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp. Nàng vừa nói, một bên nắn thủ quyết, trong hư không huyễn hóa ra từng trang sách pháp môn tu luyện, màu vàng kim ký tự hào quang lăn lăn, sáng chói hùng vĩ. Thiên Cung xếp mai tay, Luân Hồi Mộ Táng Công, Bạch Hồng rửa sạch kiếm, Chư Thế Chí Tôn Pháp, Tiểu Tẩy Nguyệt Pháp. Diệp Thần tầm mắt theo cái kia từng trang sách pháp môn tu luyện, quét nhìn mà qua, lập tức liền thấy trong lòng chấn động, này 5 môn tuyệt học, mỗi một môn đều là rộng rãi uyên thâm tồn tại. Hắn pháp quyết tu luyện chi huyền bí, cùng thế gian lưu hành võ đạo thần thông, khác biệt quá nhiều. Vô luận là đạo pháp căn cơ, vẫn là pháp tắc biến hóa, còn có hơi thở chuyển hướng, đều cùng bình thường công pháp hoàn toàn khác biệt. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người kiếm đạo căn cơ thâm hậu nhất, vậy liền trước học Bạch Hồng rửa sạch kiếm, môn này kiếm pháp cũng là một môn mạnh mẽ khí công, ở trong người tu luyện kiếm khí, dùng đủ tam dương cháy trải qua làm cơ sở, khí tức đi qua thận trải qua. Tiếp qua đan điền, thiên trung, theo thiên trung phân nhánh đến tay tam dương cùng tam âm trải qua, trở sau cùng cánh tay trong nháy mắt, liền có thể bắn ra lăng lệ kiếm khí, gợi ít người cắt cỏ, trảm tinh lạc nguyệt, đều tại trong nháy mắt. Mà lại, bởi vì môn này Bạch Hồng rửa sạch kiếm, kiếm khí ở trong người lưu chuyển chu thiên, cuối cùng mới trong nháy mắt phát ra, cho nên có thể cực lớn thối luyện thân thể kinh mạch, đối nội công tu vi vô cùng hữu ích. Người tu luyện môn này kiếm pháp, đối nội hơi thở linh khí thối luyện to lớn, về sau tu vi tiến bộ, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, nghe Thiên Pháp Lộ Nguyệt giải thích, kết hợp với chính mình thấy sở ngộ, càng tiến một bước thể ngộ đến Bạch Hồng rửa sạch kiếm bác đại tinh thâm, cũng dần dần bắt được môn này kiếm pháp tinh túy. Sương Nguyệt tỷ tỷ, này Bạch Hồng rửa sạch kiếm, đích thật là rộng rãi cao thâm, ta đây liền tu luyện. Diệp Thần nói ra, Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, trước đã luyện thành môn này Bạch Hồng rửa sạch kiếm, lại học mặt khác. Diệp Thần nói, đúng. Lúc này bình tĩnh lại tâm tình, ngồi xếp bằng, yên lặng trong đầu tồn nghĩ Bạch Hồng rửa sạch kiếm tinh túy áo nghĩa, bắt đầu cảm ngộ tu luyện. Môn này Bạch Hồng rửa sạch kiếm, đã là kiếm pháp, cũng là nội công tâm pháp, đối thối luyện nội thức có to lớn hiệu quả. Diệp Thần vận chuyển Bạch Hồng rửa sạch kiếm diệu pháp áo nghĩa, liền cảm thấy một luồng nóng hừng hực khí tức. Theo hắn đủ tam dương cháy trải qua chỗ sinh ra, chậm rãi hướng thận trải qua bay lên, tiếp qua đan điền, này sợi khí tức liền trở nên con chuột nhỏ lớn, vòng quanh hắn thân eo xoay tròn một vòng, xông lên thiên trung, tại thiên trung hình thành một cái tức giận nổi sần, phân nhánh lưu chuyển hướng hai tay. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần liền hai tay khí tức nóng bỏng, vận sức chờ phát động, nhưng lưu chuyển đến trên đầu ngón tay, rồi lại tiết không ra, như kìm nén một hơi, không quá dễ chịu. Diệp Thần biết, này là chính mình vừa mới tu luyện, còn không có thành thạo nắm giữ Bạch Hồng rửa sạch kiếm tinh túy, chỗ dùng kiếm khí không phát ra được, chỉ có thể ở trong cơ thể lưu chuyển. Kiếm khí không phát, Diệp Thần liền cẩn thận từng ly từng tí, đem ngón tay chỗ cánh tay chân khí, vận chuyển trở lại trong đan điền, tiếp tục điều tức,
một luồng kiếm khí không ngừng tại quanh thân kinh mạch đi khắp. Tại kiếm khí này đi khắp thối luyện dưới, Diệp Thần dần dần thấy toàn thân kinh mạch nóng rực lên, quả nhiên là đạt được cực lớn thối luyện. Kiếm khí lưu chuyển 10 cái chu thiên, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra, một tiếng quát mắng, cong ngón búng ra, một luồng trắng xóa kiếm khí, tựa như bạch hồng theo hắn ngón cái cùng ngón giữa ở giữa bắn ra, xùy một tiếng, xỏ xuyên qua hư không, đem trong sơn động một khối lớn nham thạch đánh xuyên, đá vụn văng khắp nơi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy thế, mừng lớn nói, rất tốt. Diệp Thần, người thiên phú quả nhiên lợi hại, nhanh như vậy liền đã luyện thành bạch hồng rửa sạch kiếm. Theo Diệp Thần tu luyện bắt đầu, đến hắn bạo phát ra kiếm khí, trước sau đi qua chưa tới một canh giờ, này phần tốc độ tu luyện, có thể xưng khủng bố. Diệp Thần tích xúc ở trong người kiếm khí, cuối cùng phát ra, hắn cũng là thở dài một hơi, sinh ra một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thoải mái, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, một cỗ luân hồi kim quang theo trong cơ thể hắn bắn ra. Tu vi của hắn, đúng là theo thiên nguyên cảnh 6 tầng trời sơ giai, đột phá đến trung giai mức độ. Sương Nguyệt tỷ tỷ, cái này kiếm pháp quả nhiên lợi hại, thế mà lập tức liền để ta đột phá. Diệp Thần cảm nhận được chính mình đột phá khí tức, cũng là một hồi kinh hỉ. Bạch Hồng rửa sạch kiếm, quả nhiên là đối nội hơi thở có to lớn thối luyện hiệu quả, lập tức liền để hắn đột phá. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vẻ mặt lại chìm xuống, nói, không tốt. Diệp Thần nói, làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người đột phá khí tượng mãnh liệt, nhất định kinh động bên ngoài, chúng ta muốn bại lộ. Diệp Thần giật mình, nói, hỏng bét. Quả nhiên, liền nghe bên ngoài tiếng bước chân một hồi hung gấp, huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân, mang theo 10 cái tinh nhuệ huyết đồ người cùng sâu uyên ma tộc người, bước nhanh chạy vội tới, lại là Diệp Thần đột phá khí tức, kinh động đến bọn hắn. Diệp Thần vội vàng cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt không mặc y phục, ngay tại này trong nháy mắt, bên ngoài địch chúng đã gợi yết tới. Huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân đám người, đứng tại cửa hang bên ngoài, lộ ra xâm nghiêm bê hiểu tê ỉnh dữ tợn. Hắc hắc, nguyên lai nơi này còn có sơn động, ẩn giấu đủ sâu a. Luân hồi chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cút ra đây đi. Huyết đồ xuyên dẫn theo cái kia dựa tinh kiếm, khí thế hung hãn, lớn tiếng kêu lên. Diệp Thần gặp nguy không loạn, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, ta ra đi gặp bọn họ một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người dìu ta cũng cùng đi ra. Diệp Thần ngoài ý muốn, nhưng vẫn là theo lời vịn Thiên Pháp Lộ Nguyệt, cùng đi ra khỏi hang núi bên ngoài. Huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân đám người, nhìn thấy hai người thật chạy ra, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tuy trọng thương, nhưng xây dựng ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn lại cũng không dám có chút khinh thị. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, thấy huyết đồ xương không có tới, cảm thấy hơi định. Huyết đồ xuyên lớn tiếng kêu lên, mọi người cùng nhau xông lên, đem đôi cẩu nam nữ này loạn kiếm phân thây. Âm điệu cao, giống như cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nhưng phía sau hắn mọi người, cây ết hiếp sợ Thiên Pháp Lộ Nguyệt uy nghiêm, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói các ngươi dám. Nàng rõ ràng đã trọng thương, không có nửa điểm sức chiến đấu, nhưng trong giọng nói, tự mang lấy một cỗ lăng giá thiên địa uy nghiêm, gọi người không dám khinh thị. Như vậy đi, cho các ngươi một cái cơ hội, ta không ra tay, huyết đồ xuyên, ngươi cùng luân hồi chi chủ đơn đả độc đấu, ngươi như thắng, ta thúc thủ chịu trói, các ngươi nếu là thua, lập tức cho ta lăn xuống núi, gọi huyết đồ xương tới gặp ta. Các ngươi này chút tôm tép nhãi nhép, còn không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mắt lạnh nhìn huyết đồ xuyên, từ tốn nói. Nàng bộ dạng này uy nghiêm biểu lộ, làm cho huyết đồ xuyên trong lòng một hồi rụt rè. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng còn có cái gì át chủ bài không có xuất ra? Nghĩ đến đây, trong lòng hoảng hốt không, một hồi run rẩy, rồi lại cảm thấy có chút không đúng, nói. Thiên Pháp Lộ Nguyệt, người giả thần giả quỷ chút gì, người có bài tẩy gì, cứ việc liền phóng ra tới. Thiên Pháp Lộ Nguyệt đối xử lạnh nhạt nói, người muốn tìm xê ái xê hết. Ta coi như trọng thương, nhưng muốn cùng các người đồng quy vô tận, cũng là dễ như trở bàn tay. Nói xong thôi động thẩm phán chi kính, tại sau lưng nổi lên, bạch quang sáng chói, uy nghiêm vạn trượng, dọa đến huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân đám người, gương mặt tái nhợt, kém chút liền quỳ xuống. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mỉm cười, thu hồi thẩm phán chi kính, nói ta nói, cho các ngươi một cái cơ hội, huyết đồ xuyên,
ngươi cùng luân hồi chi chủ đơn đả độc đấu, quyết ra thắng bại chính là, ngươi như thắng, ta liền cùng ngươi xuống núi, các ngươi nếu muốn lấy nhiều khi ít, ta liền lập tức tự bạo, mọi người cùng nhau xê hết. Ha ha, luân hồi chi chủ chấp trưởng tinh thể không thần trì, hắn là có thể vô hạn phục sinh, các ngươi có thể sao? Nàng nghĩ đến Diệp Thần lẻ loi một mình, khả năng không địch lại huyết đồ xuyên này nhiều người như vậy, vì vậy làm ra như thế uy hát hiếp, muốn cùng Diệp Thần tranh thủ đơn đả độc đấu cơ hội. Nếu là đơn đả độc đấu, nàng tin tưởng dùng Diệp Thần thực lực, đủ để chiến thắng huyết đồ xuyên. Huyết đồ xuyên tầm mắt chuyển động, thực sự không muốn cùng thiên pháp lộ nguyệt đồng quy vô tận, lại gặp Diệp Thần tu vi, chỉ bất quá thiên nguyên cảnh 6 tầng trời, coi như mượn dùng cái gì ngoại lực, nghĩ đến cũng không địch lại chính mình. Trong lòng cân nhắc trải qua, huyết đồ xuyên nhân tiện nói, tốt. Ta đây liền cùng tiểu tử này đơn đả độc đấu, nhưng hắn là trung vị thần, ta là thiên đế, ta cảnh giới xa xa nghiền ép hắn, cũng đừng nói ta khi dễ người. Thiên pháp lộ nguyệt khinh thường cười một tiếng, nói, ngươi chẳng qua là tầng dưới chót thiên đế, tôm tép nhãi nhép tồn tại, ngươi còn ép không ép được luân hồi chi chủ, không tin các ngươi hai cái liền luận bàn thử một chút. Huyết đồ xuyên chấn nộ, nói, ngươi dám khinh thường ta. Thiên pháp lộ nguyệt nói, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực, Diệp Thần, ngươi ra tay đi, trong vòng 3 chiêu gỡ yết hắn. Nghe nói như thế, toàn trường chấn động. Thiên pháp lộ nguyệt một hơi này, thực sự quá lớn, thế mà gọi Diệp Thần trong vòng 3 chiêu, liền gỡ yết xê hết huyết đồ xuyên, quả thực là không đem huyết đồ xuyên cái này thiên đế để vào trong mắt. Diệp Thần khẽ giật mình, cũng thấy thiên pháp lộ nguyệt có chút quá để ý mình, bất quá hắn nghĩ đến mượn dùng huyết long lực lượng, trong vòng 3 chiêu, hoàn toàn chính xác có khả năng đánh gỡ yết huyết đồ xuyên. Diệp Thần liền bước ra một bước, gọi ra huyết long ngửa mặt lên trời gào thét, chiếm cứ tại Diệp Thần trên thân thể, long uy nổ tung, đôi mắt chỗ sâu lại mang theo không thể diễn tả đại khủng bố, làm cho người rung động. Huyết đồ xuyên rất đỗi chấn động, nói tiểu tử, đã nói đơn đả độc đấu, người mượn dùng ngoại lực, đây tính toán là cái gì? Diệp Thần nói, huyết long từ trong cơ thể ta sinh ra, cũng không phải cái gì ngoại lực, tiếp chiêu đi. Hắn cong ngón búng ra, một luồng trắng xóa kiếm khí, liền mang theo vô cùng lăng lệ uy thế, hướng về huyết đồ xuyên đầu vào tới, chính là hắn vừa mới học được bạch hồng rửa sạch kiếm. Thương linh dược giới là mộ táng cung địa bàn, mộ táng cung chấp trưởng thiên địa tạo hóa, tại đây bên trong thi triển mộ táng cung tuyệt học, uy lực so bên ngoài cường thịnh mấy lần. Diệp Thần này chiêu bạch hồng rửa sạch kiếm, tại thiên địa tạo hóa chúc phúc phía dưới, uy thế chi hung mãnh lăng lệ, thậm chí so với hắn tinh bạo khí lưu trảm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch hồng rửa sạch kiếm, ngươi làm sao lại? Huyết đồ xuyên giật nảy cả mình, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà sẽ làm mộ táng cung tuyệt học. Mà lại, Diệp Thần tại huyết long trợ lực dưới, một kiếm này dị thường mãnh liệt, có thể chảm thiên đế, huyết đồ xuyên chỉ cảm thấy toàn thân siêu siêu băng lãnh, tựa hồ tiếp theo sát liền bịc hém gợi yết. Huyết đồ lăng vân đám người cũng là kinh hãi, rõ ràng không ngờ tới Diệp Thần kiếm khí bén nhọn như vậy. Rửa tinh kiếm, bạch hồng rửa sạch, phá. Trong lúc nguy cấp, huyết đồ xuyên vung lên rửa tinh kiếm, cũng là một chiêu bạch hồng rửa sạch kiếm bộc phát ra, kiếm quang như cầu vồng nối đến mặt trời, lại dẫn rửa tinh kiếm đặc thù kiếm ý, sát phạt bên trong lộ ra đại trật tự, chấn áp sơn hà. Diệp Thần bắn ra kiếm khí, lập tức bị huyết đồ xuyên chảm diệt. Huyết đồ xuyên dựa tinh kiếm, lưỡi kiếm mang theo cuồn cuộn bạch hồng hào quang, chém thẳng vào hướng Diệp Thần mặt. Hắn dù sao cũng là huyết đồ phái trưởng lão, lại là thiên đế cấp bậc cường giả, tự nhiên là có được mấy phần thực lực. Nếu như Diệp Thần không có huyết long trợ lực, đối mặt huyết đồ xuyên như thế mãnh công, sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, tại huyết long trợ lực dưới, Diệp Thần bù đắp cảnh giới chênh lệch, đơn thuần dùng kiếm đạo mà nói, hắn không thua bởi thế gian bất luận cái gì người. Tiểu đạo thiên kiếm, chém gỡ yết. Diệp Thần không chút do dự, lập tức rút ra tiểu đạo thiên kiếm, trong cơ thể một ngụm bạch hồng kiếm khí theo đan điền vận khởi, cấp tốc chuyển vận đến lòng bàn tay, lại quán chú đến tiểu đạo thiên kiếm bên trong. Xoạt! Cả thanh tiểu đạo thiên kiếm, lập tức bộc phát ra thao thiên hừng hực bạch hồng hào quang, kiếm quang xa xa đè lên huyết đồ xuyên. Cong! Diệp Thần nhất kiếm bổ chém tới, cùng huyết đồ xuyên dựa tinh kiếm đụng nhau, hai người kiếm khí VAC hạm nổ tung, chỉ nhất kích, huyết đồ xuyên liền, phốc phốc một tiếng, một ngụm máu tươi xen lẫn phá toái nội tạng, cuồng bắn ra.
Trong tay hắn dựa tinh kiếm, cũng là bị Diệp Thần đánh bay. Hai người đấu kiếm, trong nháy mắt liền quyết ra thắng bại, Diệp Thần bạch hồng rửa sạch kiếm mạnh mẽ, thế mà đè lên Huyết Đồ Xuyên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Huyết Đồ Lăng Vân đám người đều là chấn động không gì sánh nổi, không dám tin vào hai mắt của mình. Xê hết đi. Diệp Thần thừa thắng xông lên, nhất kiếm chém ngang, liền chặt đứt Huyết Đồ Xuyên đầu. Huyết Đồ Xuyên đầu cô lỗ lỗ lăn rơi xuống đất, tê hi tê hể không đầu bịch một tiếng ngã xuống, tuyến thời gian đã toàn bộ đoạn diệt. Ba chiêu. Trước trước sau sau, Diệp Thần chỉ dùng ba chiêu, liền chém gợi ít Huyết Đồ Xuyên, đúng như Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tới như vậy. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười ha ha, nói, rất tốt, Diệp Thần, người có thể xưng được là một tiếng thiên hạ vô song. Huyết Đồ Lăng Vân chấn nộ, rút ra kiếm đến, quát cho Xuyên lão báo thù. Liền muốn dẫn người xông lên. Lúc này Diệp Thần vừa mới thi triển xong bạch hồng rửa sạch kiếm, khí tức chưa khôi phục, hắn nghĩ trực tiếp nhân cơ hội này, đem Diệp Thần loạn kiếm phân thây. Nhưng, Diệp Thần cũng không là độc thân tác chiến. Giống, chỉ nghe Huyết Long phát ra một tiếng kinh thiên long hống, trợn mắt nhìn chằm chằm Huyết Đồ Lăng Vân đám người, quát các ngươi dám đả thương ta chủ nhân. Muốn xê hết, nó long chảo vung lên, uy thế lăng lệ. Bạo sát hướng Huyết Đồ Lăng Vân đám người. Huyết Đồ Lăng Vân sau lưng các đệ tử, tại Huyết Long uy thế bao phủ xuống, đều là hoảng hốt, toàn thân mảy may cũng không dám động đậy, bị Huyết Long đánh bay ra ngoài. Nhưng Huyết Đồ Lăng Vân tu vi cường hãn, tại Huyết Long thần uy phía dưới, vẫn cứ có thể đứng thẳng, thấy Huyết Long long chảo gỡ yết tới, hắn tay trái vung lên, dùng một cái cực kỳ xảo diệu thủ pháp, càng đem máu móng vuốt rồng đẩy ra. A! À. Huyết Long rất đỗi chấn kinh, nó long chảo uy thế hạng gì mãnh liệt, nhưng Huyết Đồ Lăng Vân lại giống tứ lạng bạc thiên cân, xảo diệu hóa giải thế công của nó. Bạch, tiếp theo sát, hắn thân thể lóe lên, đã gờ yết tới Diệp Thần trước mặt, tay phải huy kiếm bổ về phía Diệp Thần trán. Nhưng Diệp Thần lúc này khí tức đã chậm chuyển tới, từ sẽ không ngồi chờ xê hết, lập tức huy kiếm cách cản. Keng một tiếng, song kiếm giao kích, Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm binh khí phong mang lợi hại. Chấn động đến Huyết Đồ Lăng Vân lưỡi kiếm băng thiếu, người khác cũng bị đẩy lui hai bước, gương mặt, thủ đoạn, lồng ngực chỗ, đều xuất hiện mấy đạo vết mờ áo, băng lạnh lạnh đau nhức. Lại là Diệp Thần tiểu đạo thiên kiếm, tự mang lăng lệ kiếm khí, đưa hắn cắt thương. Cũng may mà hắn tu vi không tầm thường, bằng không mà nói, vừa mới vừa giao phong, cả người hắn đều muốn bị tiểu đạo thiên kiếm cái kia phong duệ kiếm khí cắt ra. Thật là sắc bén kiếm. Huyết Đồ Lăng Vân lấy làm kinh hãi, liền đưa tay đi bắt Diệp Thần thủ đoạn, còn muốn đoạt kiếm. Diệp Thần hừ một tiếng, huy kiếm bổ về phía bàn tay hắn, không ngờ Huyết Đồ Lăng Vân tay không vào dao sắc, thủ pháp 10 điểm linh hoạt, Diệp Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, đối phương năm ngón tay trái, thế mà cầm chắc lấy cổ tay của mình mệnh mạch. Trong nháy mắt, Diệp Thần kinh hãi, trăm triệu không nghĩ tới Huyết Đồ Lăng Vân thủ pháp như thế xảo trá. Buông tay. Huyết Đồ Lăng Vân quát to một tiếng, ngón tay phát lực, xuyên thấu Diệp Thần thủ đoạn, muốn ép hắn buông tay thoát kiếm. Thiên hỏa mệnh tinh, lên. Diệp Thần phản ứng thần tốc, vận chuyển thiên hỏa mệnh tinh năng lượng, toàn bộ tuôn ra tới cổ tay bên trong đi. Thoáng chốc ở giữa, Huyết Đồ Lăng Vân chỉ cảm thấy Diệp Thần thủ đoạn truyền đến một hồi nóng bỏng nóng rực khí tức, phỏng tay cực điểm, hắn bị bất đắc dĩ, đành phải lỏng ngón tay ra lui lại. Luân hồi thế lớn, đi. Nhất kích lỡ tay, Huyết Đồ Lăng Vân cấp tốc khôi phục bình tĩnh, biết Diệp Thần mạnh mẽ, tái chiến tiếp, phe mình chỉ có toàn quân bị diệt xuống tràng, liền lập tức mang theo thủ hạ đệ tử rút lui. Diệp Thần muốn chiếu cố Thiên Pháp Lộ Nguyệt, tự nhiên cũng không tiện đuổi theo, quay đầu hướng Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, kẻ địch lui. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, hắn là trở về gọi Huyết Đồ Sương tiện nhân kia tự mình ra tay, tính toán thời gian, chỉ cần chờ qua đêm nay, dùng tiện nhân kia tu vi. Nàng nhất định có khả năng ngăn chặn ta độc tiến hàn độc, thực lực đoán chừng có thể phát huy ra cái 3-4 thành, mặc dù không có đỉnh phong thời điểm mạnh mẽ như vậy, nhưng muốn chấn gợi ít chúng ta là đầy đủ. Huyết Đồ Sương mạnh mẽ, cường đại đến siêu việt võ tổ, nàng coi như thụ hàn độc chế, chỉ có thể phát huy 3-4 thành công phu, nhưng đối Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tới nói, cũng là vô cùng kinh khủng uy hát hiếp. Diệp Thần từ không cần phải nói, bản thể tu vi chỉ có thiên nguyên cảnh. Còn chưa đủ để cùng Huyết Đồ Sương đối kháng, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại dẫn trọng thương, càng không khả năng đối kháng.
Diệp Thần tầm mắt chuyển động, trước mắt cổ ma huyết đảo bị phong tỏa, hắn không trốn thoát được, người ngoài cũng vào không được, tình thế có thể nói hung hiểm vô cùng, hắn cũng chỉ có thể thấy đi bộ bước, hiện tại vận chuyển không gian pháp tắc thần thông, theo không gian nếp gấp bên trong xé mở một cái khe, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi vào trước tránh một chút. Cái kia huyễn tưởng hang núi đã bại lộ, nhân quả đã tiết, lại nghĩ dựa vào huyễn tưởng thủ đoạn tránh né lại không được, Diệp Thần liền muốn ẩn náu đến không gian nếp gấp bên trong. Cổ ma huyết đảo bị phong tỏa, hắn vô pháp dùng không gian truyền tống thủ đoạn ra ngoài, nhưng ở đảo bên trong còn có thể vận dụng đủ loại không gian thủ đoạn. Lúc này thiên pháp lộ nguyệt, uống qua Diệp Thần luân hồi máu, trạng thái so với vừa mới thụ thương thời điểm tốt hơn nhiều, trước đây nàng không thể tiếp nhận không gian pháp tắc xung đột áp lực, bây giờ miễn cưỡng có thể chống đỡ chịu, liền gật đầu nói. Được, chỉ rơi xuống tại cách đó không xa dựa tinh kiếm, ngươi nhặt lên thanh kiếm kia. Đây là ta mộ táng cung thần khí, cũng đừng thất lạc. Diệp Thần gật đầu, liền đem cái kia dựa tinh kiếm nhặt lên, vịn thiên pháp lộ nguyệt chui vào không gian nếp gấp bên trong. Không gian nếp gấp bên trong đừng thành không gian, hai người thoáng an ổn xuống, thiên pháp lộ nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, kiều khu lại mềm nhũn ngã vào Diệp Thần trong ngực. Làm sao? Diệp Thần vịn nàng, chỉ cảm thấy nàng thân thể trở nên lạnh như băng rất nhiều. Thiên pháp lộ nguyệt cười khổ một tiếng, nói, mới vừa huyết đồ xuyên, huyết đồ lăng vân đám kia tôm tép nhãi nhép ích âm pê hạp, ta cưỡng ép thôi động thẩm phán chi kính, cáo mượn oai hùng, hù dọa bọn hắn, chính mình khí huyết lại tiêu hao lớn hơn. Diệp Thần ai một tiếng, nói, ngươi lại uống máu của ta. Liền muốn rạch cổ tay. Thiên pháp lộ nguyệt lại ngừng lại hắn, ôn nhu nói, được rồi, ta không thể lại uống ngươi máu, bằng không nhất định thương ngươi căn cơ. Ngược lại ta cũng không có mấy ngày tốt sống. Diệp Thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ. Thiên pháp lộ nguyệt mỉm cười, nói tốt, không nói cái này, xê hết sống có số, ta không quan tâm sinh tử, chỉ cần có thể tại trước khi xê hết, đem mộ táng cung đạo thống truyền xuống là đủ. Người xem mới vừa huyết đồ lăng vân, thủ pháp của hắn như thế nào? Diệp Thần hồi nhớ tới tình cảnh vừa nãy, huyết đồ lăng vân đầu tiên là hóa giải huyết long long trảo uy thế. Lại suýt chút nữa xê ướp đi chính mình tiểu đạo thiên kiếm, thủ pháp chi mau lẹ lăng lệ, xảo diệu đa dạng, thật là nghiên cứu kỹ tạo hóa, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần đều không thể tin được thế gian sẽ có như thế tuyệt diệu thủ pháp chiêu số, nói. Xảo diệu đa dạng, ảo diệu vô tận. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, đó là thiên cung xếp mai tay, ta mộ táng cung năm đại tuyệt học một trong, ngươi đã học được bạch hồng rửa sạch kiếm, ta bây giờ liền dạy ngươi thiên cung xếp mai tay chiêu số. Tay nàng chỉ bóp cái pháp quyết, trong hư không liền hiện ra một bài màu vàng kim tu luyện bí pháp, chính là thiên cung xếp mai tay chiêu pháp. Môn này thiên cung xếp mai tay, mặt ngoài có 18 lỗ bắt tiêu mất thủ pháp, trên thực tế biến hóa muôn vàn, có thể bắt thế gian hết thảy kẻ địch, tiêu mất kẻ địch hết thảy thủ đoạn công kích, người xem thật kỹ một chút. Thiên pháp lộ nguyệt nói ra, Diệp Thần liền nhìn về phía thiên cung xếp mai tay pháp môn tu luyện, quả nhiên là ảo diệu vô tận, đủ loại cầm nã thủ pháp. Khớp xương khớp nối thủ thế biến hóa, cuối cùng cơ thể người ứng biến, lại từ đao pháp, kiếm pháp, thần thông đạo pháp, tinh thần quỹ tích các loại tầng dưới chót logic giảng giải, kéo dài ra như thế nào gặp chiêu phá chiêu, như thế nào hóa giải kẻ địch công kích pháp môn, coi như là dùng Diệp Thần thiên phú, cũng chỉ nhìn hoa cả mắt, đầu vang ong ong. Thật phức tạp thủ pháp. Diệp Thần kinh ngạc tán thán. Thiên pháp lộ nguyệt cười nói, dĩ nhiên, môn này thiên cung xếp mai tay. Trên thực tế biến hóa là vô tận, thế gian có nhiều ít chiêu số, nó liền có nhiều ít phá giải thủ đoạn, người nhất định phải lĩnh ngộ tầng dưới chót nhất logic vận chuyển, mới có thể học được môn công phu này. Học thành về sau, kẻ địch lợi hại hơn nữa chiêu số, người đều có thể phá giải, tứ lạng bạt thiên cân, mà lại trong đó ẩn chứa cầm nã thủ pháp, kẻ địch chỉ muốn cùng người cận thân, người liền có thể đưa hắn bắt giữ. Diệp Thần nói, thiên tổ thật sự là lợi hại. Thế mà sáng tạo ra như thế phức tạp thâm ảo công phu. Thiên pháp lộ nguyệt nói, thiên tổ công phu, phong phú, không biết có mấy ngàn mấy vạn, truyền đến trong tay của ta, liền là thiên cung xếp mai tay, bạch hồng rửa sạch kiếm, luân hồi mộ táng công, tiểu tẩy nguyệt pháp cùng chư thế chí tôn pháp, đây cũng là ta mộ táng cung bí truyền năm nghệ, ta đem này năm nghệ truyền thụ cho ngươi, khiến cho đạo thống kéo dài, hỏa trùng bất diệt, ta là có thể nhắm mắt. Diệp Thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ. Đừng nói loại lời này, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu sống ngươi.
Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc lắc đầu nói, ta thiên mệnh tự biết, biết mình là sống không được, đằng trước còn có 7 ngày mệnh, mới vừa lại tốn lực đi hù dọa Huyết Đồ Xuyên bọn hắn, bây giờ cũng chỉ còn lại có 4-5 ngày mệnh. Thời gian không nhiều, người tốt nhất nghe ta nói, người trước học được ta mộ táng cung năm nghệ, sau đó lại hiến tế đi dựa tinh kiếm, liền có thể phá vỡ Huyết Đồ Xương tiện nhân kia phong tỏa. Người đào thoát sau khi rời khỏi đây, ngay lập tức đi mộ táng cung, chỉ cần ngươi tiến vào mộ táng cung, liền triệt để an toàn, về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp báo thù cho ta. Diệp Thần đem dựa tinh kiếm lấy ra, có chút hiếu kỳ hỏi, thanh kiếm này, lai lịch gì, giống như khá quen, nhưng ta không nhớ nổi lịch. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cười cười, nói, đây là khảm nạm tại Thiên Pháp Đạo Luật phía trên kiếm. Nói xong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt tay cầm bấm quyết, quang vụ tuôn ra đáng, hiển hóa ra Thiên Pháp Đạo Luật hư ảnh. Đương nhiên, đây chỉ là hư ảnh, cũng không phải thật sự là Thiên Pháp Đạo Luật. Chân chính Thiên Pháp Đạo Luật, đã sớm thất lạc. Ngươi xem bản này Thiên Pháp Đạo Luật, phía trên cấu tạo cỡ nào tinh xảo. Bìa mặt, liền khảm nạm thẩm phán chi kính, tượng trưng cho trí cao thẩm phán phát sáng, trên gương đao kiếm đan sen, chính là dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao, tê danh xê hấp lấy tinh nguyệt vũ trụ đại trật tự, đao kiếm thần binh, cũng là bê ảo l ực thủ hộ. Luật pháp không phải không chung lâu các, là cần bê ảo l ực duy trì, nhưng hết thảy bê ảo l ực, cũng nhất định phải do luật pháp giám thị, Huyết Đồ phái là đi vào lạc lối, chỉ biết là huyết tinh sát lục bê ảo l ực, lại không biết chân chính trật tự là vật gì. Dựa vào sát lục kinh khủng tới thống trị lòng người, cuối cùng có một ngày, cũng sẽ bị kinh khủng chỗ cắn trả, chỉ có luật pháp mới thật sự là vĩnh hằng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại nói đến nàng lý niệm, trên mặt bày biện ra một cỗ thành kính cùng kiên định phát sáng, để cho người ta động dung. Diệp Thần nhìn xem cái kia Thiên Pháp Đạo Luật hư ảnh, chỉ thấy Thiên Pháp Đạo Luật bìa, khảm nạm lấy đan sen đao kiếm, còn có một khối thẩm phán chi kính, pháp tắc uy nghiêm tương đương cuồn cuộn, đó là thẩm phán cùng luật pháp uy nghiêm. Trước đây tinh không tranh bá thi đấu, Thiên Pháp Lộ Nguyệt gọi ra thẩm phán chi kính, Thiên Pháp Đạo Luật hư ảnh mơ hồ hiển hóa ra ngoài qua, phía trên đan sen đao kiếm, cho Diệp Thần lưu lại một điểm thô thiển ấn tượng. Cho nên, hiện tại hắn thấy dựa tinh kiếm, mới có thể thấy quen thuộc. Nguyên lai này nắm dựa tinh kiếm, là khảm nạm tại Thiên Pháp Đạo Luật phía trên đao kiếm thần khí một trong, tự mang lấy tinh nguyệt vũ trụ đại trật tự, có thể xưng được là thần binh lợi khí. Mặc dù không thể cùng Diệp Thần Tiểu Đạo Thiên Kiếm so sánh, nhưng nội tình cũng tương đương thâm hậu. Này Thiên Pháp Đạo Luật, là Thiên Tổ chế tạo đồ vật. Diệp Thần nhìn xem Thiên Pháp Đạo Luật hư ảnh, mơ hồ bắt được một cỗ kinh khủng lớn thiên cơ. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, năm đó Thiên Tổ cố ý thống ngự thiên hạ, nhưng cũng không có chỉ rõ cụ thể chi pháp. Tinh không bỉ ngạn có hai vị cường giả, một vị tư tưởng ra thiên pháp khái niệm, một vị khác tư tưởng chảy máu đổ sát lục khái niệm. Truyền đến không không lúc nào không, cũng là chia ra thành hai phái. Ta tín ngưỡng Thiên Pháp phái, Thiên Tổ từng vì Thiên Pháp phái chế tạo thần khí, là vì Thiên Pháp Đạo Luật, truyền thuyết ẩn chứa ngàn ngàn vạn vạn đầu luật pháp, có thể giải quyết thế gian hết thảy phân tranh. Đáng tiếc, năm đó Thiên Tổ sau khi MSTX, này Thiên Pháp Đạo Luật liền theo thất lạc, chỉ rơi xuống thẩm phán chi kính, dựa tinh kiếm, ôm nguyệt đao tam đại phối hợp pháp khí, ta chấp trưởng thẩm phán chi kính. Dựa tinh kiếm cùng ôm nguyệt đao lưu tại mộ táng cung, nhưng không ngờ đám phế vật kia thủ hộ bất lực, đều bị Huyết Đồ phái chiếm đi. Đến mức Thiên Pháp Đạo Luật bản thể, thất lạc đã lâu, chỉ tình cờ tại không không lúc nào không hiển hiện qua mấy lần hư ảnh, đều rung động chư thế nhân kinh ngạc tán thán Thiên Pháp Đạo Luật vĩ đại, phụng làm vĩ đại kỳ quan, lại đem liệt vào thập đại cổ thần khí một trong. Ta tìm kiếm Thiên Pháp Đạo Luật nhiều năm, đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Diệp Thần nghe này Thiên Pháp Đạo Luật lai lịch, chỉ cảm thấy nhân quả sâu xa, nói, nguyên lai Thiên Pháp Đạo Luật, đúng là Thiên Tổ chế tạo đồ vật, ngày đó Pháp phái cùng Huyết Đồ phái, Thiên Tổ là tán thành Thiên Pháp phái. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cũng không phải, Thiên Tổ thân ảnh thần bí, người nào cũng không biết hắn chân chính ý nghĩ, hắn không chỉ cho Thiên Pháp phái chế tạo thần khí, cũng cho Huyết Đồ phái chế tạo thần binh, chính là Huyết Đồ Xương tiện nhân trong tay Huyết Đồ phá quân thương. Ẩn chứa thao thiên sát lục huyết tinh chiến ý, năm đó này binh chế tạo ra đến, liền thiên đấu sát thần đều động dung, nguyện ý bỏ qua tất cả mọi thứ tới trao đổi, bất quá Huyết Đồ Xương không có đồng ý. Hừ, tiện nhân kia, nếu như không phải ỷ vào binh khí lợi hại, nàng võ đạo có thể siêu việt võ tổ. Nàng một thân tu vi, chỉ ít có năm thành hệ tại binh khí phía trên.
Diệp thần nói, thì ra là thế, huyết đồ xương danh xưng phá quân thần nữ, nguyên lai là bởi vì chấp trưởng huyết đồ phá quân thương. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, tiện nhân kia bây giờ thụ thương trúng độc, đoán chừng là không phát hiện được nơi đây không gian nếp gấp lĩnh vực. Diệp thần, mấy ngày nay ngươi tốt nhất tu luyện ta mộ táng cung tuyệt học, chờ qua mấy ngày ngươi thần công đại thành, liền hiến tế dựa tinh kiếm phá trận chạy đi, về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp báo thù cho ta. Diệp thần nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, ta cũng mang theo ngươi chạy đi, chính ngươi đến báo thù. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc lắc đầu nói, không xong rồi, chờ khi đó, ta đờ á xê hết, ngươi nhiều nhất chỉ có thể mang đi tê hi tê hể của ta. Huyết đồ xương tiện nhân kia, võ đạo quá lợi hại, huyết đồ phá quân thương cũng quá lợi hại, nàng đã đến nhân thương hợp nhất cảnh giới, ta nhận nàng trọng kích, sinh cơ đã đứt, toàn bằng một hơi kéo dài hơi tàn, chống đỡ không được bao lâu. Diệp thần im lặng, không nói gì với nhau. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người trước đã luyện thành môn này thiên cung xếp mai tay. Diệp thần nói, ừm. Ngay sau đó, Diệp thần liền tĩnh tâm tu luyện thiên cung xếp mai tay, trong đầu tồn nghĩ ngàn vạn thủ pháp sáo lộ biến hóa, tay trái tay phải lại cùng song thủ hỗ bác, không ngừng luyện tập đủ loại bắt biến hóa thủ pháp. Như thế trôi qua một ngày, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, đã thấy có một nhóm đội ngũ, trùng trùng điệp điệp lên núi. Người cầm đầu, chính là phá quân thần nữ huyết đồ xương. Nàng thụ thương trúng độc, đi qua một ngày điều tức, lúc này trạng thái thoáng khôi phục một chút, gương mặt mang theo tái nhợt, khí tức phù phiếm, nhưng so với Thiên Pháp Lộ Nguyệt, vậy khẳng định là tốt hơn nhiều, sau lưng gánh vác lấy một cây ô trường thương màu vàng óng, chính là cái kia huyết đồ phá quân thương, trên ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ở sau lưng nàng, là huyết đồ Lăng Vân, mộng ma tôn giả chờ nhân vật cao tầng, tại đằng sau là từng cái huyết đồ phái đệ tử, sâu uyên ma tộc đệ tử, dùng dây thường dẫn dắt từng cái tù binh, những tù binh kia chính là mộ táng cung các đệ tử, đủ có mấy ngàn người, toàn bộ BIB ắt lấy được. Diệp thần tại không gian nếp gấp bên trong, thấy bên ngoài một màn, lập tức kinh hãi. Huyết đồ xương dẫn dắt tù binh lên núi, không biết là gì dự định. Chúng tù binh vẻ mặt ảm đạm, không ít người trên người có thương, hiển nhiên là từng chịu đựng đờ ánh đờ ập. Huyết đồ xương đôi mắt mang theo lãnh ý, quét nhìn núi hoang rừng rậm, cẩn thận bắt, cũng không có phát hiện Diệp thần chỗ, nàng nghĩ thầm tiểu tử này cùng cái kia tiện tì, ẩn nấp đủ sâu. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, lãng thanh nói ra, luân hồi chi chủ, ngươi trốn trốn tránh tránh, lại có ý gì? Lập tức mang theo Thiên Pháp Lộ Nguyệt cái kia tiện tì, cút ra đây cho ta, ngoan ngoãn dập đầu nhận lầm, ta coi tại võ tổ trên mặt mũi, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này xa xa truyền ra, chấn động núi hoang rừng rậm, Diệp thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt tự nhiên cũng nghe đến. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đừng đi ra, ra ngoài ngươi liền xê hết chắc. Diệp thần vẻ mặt cũng là chìm xuống, xê hết chắc đảo chưa hẳn, dù sao bây giờ đồ sát xương, thụ thương trúng độc, trạng thái không tốt, chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành thực lực, Diệp thần dựa vào đủ loại át chủ bài thủ đoạn, chưa hẳn không có chống lại khả năng. Chỉ bất quá, dù vậy, thế cục vẫn là hung hiểm vô cùng, hắn có thể không đi ra, tự nhiên vẫn là không đi ra tốt. Bên ngoài, huyết đồ xương thấy mình tiếng nói vừa ra, núi hoang vắng vẻ, cũng không khác động, càng không thấy Diệp thần ra tới, nàng không khỏi nhướng mày. Sâu uyên ma tộc cùng huyết đồ phái các đệ tử, không dám thở mạnh, chúng tù binh tại huyết đồ xương uy áp dưới, càng là e ngại cứng đờ, như đợi làm thịt cừu non, toàn trường tĩnh lặng một mảnh. Huyết đồ xương con người đột nhiên lướt qua một tia hung mang, lớn tiếng nói, luân hồi chi chủ, Thiên Pháp Lộ Nguyệt, các ngươi như không ra, ta liền đem này mộ táng cung tù binh đệ tử, từng cái chém gỡ yết. Chờ gỡ yết sạch bọn hắn về sau, ta lại tiến vào mộ táng cung, đem thiên pháp phái bên trong người toàn gỡ yết. Nàng chớp chớp ngón tay, tả hữu huyết đồ phái đệ tử, liền đem mấy cái mộ táng cung tù binh áp tới. Răng rắc, huyết đồ xương rút ra bên hông bội đao. Đem một tù binh đầu chặt đứt, lại đem xê hạt đờ ẩu đá xuống sườn núi, biểu lộ từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, như đổ heo chó. Chịu ra tới rồi sao? Huyết đồ xương vừa nói, một bên lại vung đao, chặt xuống cái thứ hai tù binh đầu. Các ngươi không ra, thiên pháp phái đám người, vốn nhờ các ngươi mà xê hết, món nợ máu này tội nghiệt, có các ngươi tốt chịu. Huyết đồ xương một đao một cái, liên tiếp chém 10 cái tù binh. Tràng diện nhìn thấy mà giật mình, huyết tinh cực điểm. Diệp thần không đành lòng nhìn kỹ, thiên pháp lộ nguyệt cực kỳ chấn động,
những đệ tử này đều có thể nói là môn đồ của nàng, nàng trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị gỡ yết, rồi lại nỡ lòng nào. Huyết đồ xương tiện nhân kia, đáng giận, đáng hận. Đồ C hết tiệt. Thiên pháp lộ nguyệt không thể kìm được, theo không gian nếp gấp bên trong lao ra, hiện thân ra tới, hét lớn, đủ rồi. Huyết đồ xương, người dừng tay cho ta. Nàng vừa hiện thân, toàn trường đều là chấn động. Diệp thần cũng vội vàng lao ra, biết chuyện hôm nay, sinh tử một phát, liền đem huyết long triệu ra tới, lại gọi ra tiểu cấm yêu, đồng thời câu thông luân hồi mộ địa, nhường đao phong nữ hoàng cùng Lạc Phi Thiên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giống, long ngâm gấu giống, huyết long dữ tợn, tiểu cấm yêu cũng hiển hóa ra hắc hùng cự yêu chân thân. Ha ha, ha ha, luân hồi chi chủ, thủ đoạn cao cường, hảo khí thế. Huyết đồ xương nhìn xem Diệp thần loại khí thế này đại thịnh bộ dáng, không thể nín được cười cười, đem gánh vác lấy đồ sát phá quân thương gỡ xuống, nghiêng nắm trong tay, sau lưng sâu uyên ma tộc đệ tử cùng huyết đồ phái đệ tử, người người dương cung bạt kiếm, bầu không khí sơ sát tiêu điều. Thiên pháp lộ nguyệt, xem ra, người cùng luân hồi chi chủ là tốt hơn, như thế thiên chi kiêu tử, ta đều tâm động, người vẫn là đừng hại hắn, ngoan ngoãn đầu hàng, ta có khả năng thả hắn. Huyết đồ xương nhìn xem thiên pháp lộ nguyệt con mắt, thản nhiên nói. Thiên pháp lộ nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nói, huyết đồ xương, ngươi muốn tính mạng của ta mà thôi, ta cho ngươi chính là. Nhưng, ngươi phải đáp ứng ta, không cho phép tổn thương Diệp thần, cũng không cho phép tổn thương ta thiên pháp phái đệ tử. Nàng biết mình bại, lại không cúi đầu, chỉ sẽ liên lụy Diệp thần cùng thiên pháp phái. Huyết đồ xương thấy luôn luôn cao ngạo thiên pháp lộ nguyệt. Cuối cùng cúi xuống nàng đầu ngẩng cao sọ, không khỏi mở cờ trong bụng, không nói ra được thoải mái vui sướng, nói, ha ha ha, rất tốt, thiên pháp lộ nguyệt, nghĩ không ra thế mà sẽ có một ngày như vậy, ngươi sẽ nhận thua, ha ha. Ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, ta tự nhiên cũng không lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua là mộ táng cung địa bàn, nên do ta huyết đổ phái chấp trưởng, các ngươi thiên pháp phái đến lăn xuống biển đi. Thiên pháp lộ nguyệt gương mặt tái nhợt. Lúc này đã không có cò kè mặc cả năng lực, im lặng không nói, xem như chấp nhận. Huyết đồ xương con ngươi lóe lên một vệt phong mang, nói tốt, ngươi có khả năng nhận lãnh xê ái xê hết. Nàng nhô lên huyết đồ phá quân thương, mũi thương hướng về thiên pháp lộ nguyệt trái tim đâm tới. Thiên pháp lộ nguyệt cũng không phản kháng, liền ở tại chỗ chờ xê hết. Toàn trường mộ táng cung tù binh, đều rủ xuống khóc cúi đầu, không đành lòng xem. Con! Mắt thấy thiên pháp lộ nguyệt, liền bị huyết đồ xương một thương đỡ âm xê hết, nhưng lúc này, một vệt mũi kiếm theo bên cạnh chặt nghiêng mà ra, đem huyết đồ xương mũi thương đẩy ra. Xuất kiếm người, lại là Diệp thần. Diệp thần đứng ở thiên pháp lộ nguyệt trước mặt, khẽ cắn môi, nhìn xem huyết đồ xương, lại quay đầu nhìn trời một chút pháp lộ nguyệt, cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải đứng ra. Huyết đồ xương ngẩn ngơ. Sau đó hai con ngươi xông lên một tia giận dữ, nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn làm gì? Thiên pháp lộ nguyệt cũng là ngơ ngác nhìn Diệp thần, chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn vô cùng vĩ ngạn, nghĩ không ra ở thời điểm này, Diệp thần sẽ còn đứng ra bảo vệ mình. Diệp thần nói, ta không thể nhìn Sương Nguyệt tỷ tỷ xê hết ở trước mặt ta. Huyết đồ xương nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng là làm cho thân mật. Ta đã đáp ứng tha thứ ngươi, ngươi bây giờ là muốn đối địch với ta. Diệp thần trung quy là võ tổ đệ tử, huyết đồ xương tỉnh táo lại về sau, cũng không muốn gợi ít xê hết hắn, bằng không võ tổ trách tội xuống, nàng cũng xử lý không tốt. Nhưng, nếu như Diệp thần khăng khăng đối địch với nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Diệp thần nói, ta không biết, huyết đồ xương tiền bối, ngươi là ta võ tổ sư tôn bằng hữu, ta đương nhiên không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng, ta cũng không thể nhìn Sương Nguyệt tỷ tỷ bỏ mình. Không bằng, chúng ta tới đánh cược. Huyết đồ xương ồ một tiếng, nói, ngươi muốn đánh cược gì? Ở trước mặt ta, đừng có đùa âm mưu quỷ kế gì. Diệp thần cười nói, chúng ta tới đánh cược ba chiêu, ta nếu có thể đón lấy ngươi ba chiêu bất tử, ngươi liền thả ta cùng Sương Nguyệt tỷ tỷ. Nếu như ta tài nghệ không bằng người, bị ngươi đỡ ánh xê hết, ta đây cũng không có lời oán giận. Nghiêng đầu nhìn thiên pháp lộ nguyệt liếc mắt, ta cùng Sương Nguyệt tỷ tỷ cùng nhau chịu xê hết là được. Lời nói này nói ra, thiên pháp lộ nguyệt sau khi nghe được, cực kỳ chấn động, lại là cảm kích, trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu chua xót, hốc mắt đỏ lên, cơ hồ rơi lệ.
Huyết Đồ Sương cũng là 10 điểm ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thần lại muốn cùng nàng đánh cược. Phía sau Mộng Ma Tôn giả, Huyết Đồ Lăng Vân, còn có Sâu Uyên Ma tộc cùng rất nhiều huyết đồ đám người, nghe được Diệp Thần nói lên yêu cầu, cũng đồng dạng thấy ngoài ý muốn. Trưởng giáo chí tôn hạng gì uy vũ, này luân hồi chi chủ không biết sống xê hết, lại muốn tiếp nàng ba chiêu, chỉ sợ liền một chiêu đều không chịu được nữa. Ta xem là này luân hồi chi chủ nghĩ ra vẻ, trưởng giáo chí tôn, ngàn vạn không thể chúng hắn thòng lọng. Trưởng giáo chí tôn, người thụ thương chúng độc, tôn thể không được tốt, tiểu tử này cùng thiên pháp lộ nguyệt, giao cho chúng ta tới nấu ăn, chúng ta nhiều người, chỉ cần xông lên, dự đoán hắn cũng ngăn cản không nổi. Rất nhiều tiếng nghị luận dồn dập vang lên, có người đối đề nghị của Diệp Thần chẳng thèm ngó tới, cũng có người cho rằng là thòng lọng, e sợ cho Huyết Đồ Sương trúng kế. Huyết Đồ Sương ha ha cười cười, tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, nói, trong cơ thể ngươi ẩn giấu đi vị chi lực lượng, cỗ lực lượng này, ngay cả ta đều nhìn không thấu mảy may nhân quả, ta nếu là đánh cược với ngươi đấu, ngươi tại cỗ lực lượng kia chống đỡ dưới, muốn tiếp ta ba chiêu, cũng không khó. Diệp Thần trong lòng run lên, kỳ thật hắn tính toán, hoàn toàn chính xác liền là mượn dùng luân hồi mộ địa đại năng lực lượng, chống đỡ Huyết Đồ Sương ba chiêu, như thế liền có thể phá cục thoát khốn. Nhưng Huyết Đồ Sương, lại là phi thường nhạy bén, tầm mắt độc ác, nàng mặc dù nhìn không thấu luân hồi mộ địa tồn tại, nhưng có thể cảm giác được Diệp Thần trong cơ thể, tồn tại vị chi lực lượng cường đại. Huyết Đồ Sương cười nói, người muốn cược đấu, cái kia cũng được. Nhưng ta chỉ cho phép ngươi mượn dùng đầu này huyết long lực lượng, cái khác lực lượng, một mực không cho phép mượn dùng, ngươi xem coi thế nào. Nàng chỉ quấn quanh ở Diệp Thần trên người huyết long, nàng là đỉnh cấp thiên đế, Diệp Thần là thiên nguyên cảnh, nếu như cứ như vậy đánh, vậy đối Diệp Thần tới nói, là thiên đại không công bằng. Cho nên, nàng cũng hết sức công đạo, cho phép Diệp Thần mượn dùng huyết long lực lượng, huyết long có vĩ thú khí tức, miễn cưỡng bù đắp hai người chênh lệch về cảnh giới. Nhưng những lực lượng khác, nàng là tuyệt đối không cho phép Diệp Thần mượn dùng, bằng không Diệp Thần đánh cược tất thắng. Diệp Thần sầm mặt lại, xem ra hắn tính toán, không dễ dàng như vậy khai hỏa, nhưng Huyết Đồ Sương chịu đáp ứng đánh cược, đã là vô cùng khó được, rõ ràng là xem ở võ tổ trên mặt mũi, mới cho hắn đánh cược cơ hội. Tốt, liền theo ngươi nói. Diệp Thần bàn tư một thoáng, liền gật đầu đáp ứng. Huyết Đồ Sương trong tay ký kết phù văn. Hình thành một đầu phù dây xích, phía trên đúc nóng nhân quả luật pháp thì, nói, người mang theo đầu này cấm chế phù dây xích, dùng bảo đảm công bằng. Diệp Thần trong lòng không muốn, nhưng khi cái này liên quan đầu, cũng chỉ có thể tiếp nhận Huyết Đồ Sương hạn chế, liền mang theo cấm chế phù dây xích, tiếp nhận Huyết Đồ Sương nhân quả luật chế ước. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần cùng luân hồi mộ địa ở giữa liên lạc, liền bị ngăn cách. Huyết Đồ Sương rất là hài lòng, nhẹ gật đầu. Lại nói, ta lại xác định một lần, là ngươi chủ động muốn cược đấu, nếu như ta đỡ ánh xê hết ngươi, cũng không thể trách ta. Diệp Thần nói, đúng. Huyết Đồ Sương ngẩng đầu vọng thiên, nói thiên nhai đại ca, ngươi đều nghe được, là đệ tử của ngươi tìm xê hết, không phải ta cố ý làm khó hắn, tương lai ngươi cũng không nên trách tội tại ta. Trong miệng nàng thiên nhai đại ca, chính là võ tổ Vũ Thiên Nhai, nàng là tại cùng võ tổ câu thông. Biểu thị coi như mình gợi ít xê hết Diệp Thần, cũng là Diệp Thần tự tìm đường xê hết, cũng không phải là nàng tận lực sát lục. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Hắc Hùng Cự Yêu lui về sau đi, Sâu Uyên Ma tộc cùng Huyết Đồ phái các đệ tử, cũng lui về sau đi, cho Diệp Thần cùng Huyết Đồ Sương, nhường ra đầy đủ không gian. Luân hồi chi chủ, ta ba chiêu, người đoán chừng là không tiếp nổi, người có khả năng sớm nhận thua, ta cũng không gợi ít ngươi, ta chỉ cần Thiên Pháp Lộ Nguyệt tính mệnh. Huyết Đồ Sương ánh mắt sắc bén nhìn xem Diệp Thần, nói ra. Tiền bối cứ việc ra chiêu là được. Diệp Thần đan điền linh khí sôi trào, triển khai bất động Long Vương Chí Tôn Pháp, trên thân toát ra long hình cương khí, vận sức chờ phát động. Huyết Đồ Sương nói, rất tốt, người thật muốn tìm xê hết, thực sự không thể trách ta. Chư thế Chí Tôn Pháp, mở. Trong tay nàng Huyết Đồ phá quân thương, trên mặt đất một trầu, toàn thân linh khí nổ tung. Đúng là thi triển ra chư thế chí tôn pháp, thân thể lập tức bay lên trời, nở rộ vạn trượng vầng sáng, cuồn cuộn chí tôn bá khí nộ thả mà ra, trên thân hồng y lột sắc thành màu vàng kim chí tôn đế bào, hai đầu lông mày tràn đầy ngạo thị thiên hạ đại khí phách. Này chư thế chí tôn pháp, chính là Mộ Táng Cung năm nghệ tuyệt học một trong, Huyết Đồ Sương giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là chí tôn vô địch,
không ai bì nổi. Đây là nàng thụ thương trúng độc trạng thái, nếu như nàng toàn thịnh thời kỳ, như vậy bùng nổ, chỉ sợ Diệp Thần liền nàng khí chàng cũng đỡ không nổi. Diệp Thần nhìn thấy huyết đồ xương trôi nổi giữa không trung Chí Tôn thân ảnh, lập tức cảm nhận được một hồi nghẹt thở, cũng may mắn hắn có huyết long trợ lực, tại huyết đồ xương mạnh mẽ uy áp phía dưới, mới có thể đủ đứng vững. Trưởng giáo uy vũ, huyết đồ phái các đệ tử, cảm nhận được huyết đồ xương kinh thiên hào khí khí thế, tràn đầy rung động cùng sùng bái, phát ra như núi kêu biển gầm hò hét. Mộng ma tôn giả cùng sâu uyên ma tộc người, biểu lộ thì khó coi, mang theo tràn đầy kiêng kỵ chi ý, bước chân lui về sau đi, không dám tới gần quá huyết đồ xương, e sợ cho gặp cái kia chư thế chí tôn pháp khí chàng nghiền ép. Chiêu thứ nhất, huyết đồ xương cuồng nhiên vung ra một trường, mở ra chư thế chí tôn pháp trạng thái, nàng một trường này bá đạo vô cùng, uy chấn thiên địa càn khôn, muốn ép bạo hết thảy. Đương nhiên, hung mãnh như vậy một trường, đối với nàng mà nói, cũng không tính tuyệt chiêu, nàng liền binh khí cũng còn không vận dụng. Nàng không có lập tức liền vận dụng huyết đồ phá quân thương, là sợ một thương đánh gỡ yết Diệp Thần, bây giờ chiêu thứ nhất ra một trường, là muốn cho Diệp Thần trọng áp, nhưng chỉ cần Diệp Thần cẩn thận ứng đối, cũng sẽ không chí mạng. Nàng mong muốn nhường Diệp Thần biết khó mà lui, trực tiếp nhận thua. Cuồng bạo một trường, pháp thiên tượng địa, như che trời, lại như một mảnh sao trời rơi xuống, vô cùng hung mãnh hướng Diệp Thần đánh tới. Thiên cung xếp mai tay, phá. Diệp Thần nội tâm ngưng trọng, nhưng gặp nguy không loạn, hai tay bướm bay lượn nhô ra, cuối cùng chạm đến huyết đồ xương chí tôn cự trưởng. Mọi người trong dự liệu kinh thiên VAC hạm, cũng không có bùng nổ, chỉ thấy Diệp Thần thủ pháp tinh diệu, lại có thể là tứ lạng bạt thiên cân, lấy cực kỳ xảo diệu thủ pháp, đem huyết đồ xương cự trưởng bên trên hung mãnh trưởng lực, đều hóa đi. Huyết đồ xương chỉ cảm thấy Diệp Thần trưởng pháp dày đặc, chính mình kinh thiên trưởng lực, đều giống như đánh vào bông vải bên trong, lại không thể thương tổn hắn một chút. Diệp Thần hóa giải huyết đồ xương một trưởng về sau, thân thể liền tơ bông giống như lui lại, nói còn có hai chiêu. Huyết đồ xương 10 điểm kinh ngạc, lại tràn đầy tán thưởng, nói, ngươi thế mà học xong thiên cung xếp mai tay, mà lại thủ pháp còn như thế tinh diệu, so đồ đệ của ta lợi hại hơn nhiều. Tầm mắt lườm huyết đồ Lăng Vân liếc mắt. Huyết đồ Lăng Vân bỗng cảm giác xấu hổ, hắn là huyết đồ phái thánh tử, lại là huyết đồ xương năm đó đồ đệ, nhọc lòng, mới miễn cưỡng đã luyện thành thiên cung xếp mai tay, nhưng lúc này thấy Diệp Thần ra tay, thủ pháp chi tinh diệu, lại ở trên hắn, thật là không thể tưởng tượng nổi. Cũng là Diệp Thần thiên phú siêu nhân, hôm qua tu luyện thiên cung xếp mai tay một đêm về sau, hôm nay thi triển đi ra, đã là thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi. 10 điểm thành thạo. Thiên pháp Lộ Nguyệt thấy thế, chỉ cảm thấy Mộ Táng Cung có người kế nghiệp, nhưng còn thừa lại hai chiêu, nàng lại không biết Diệp Thần chống đỡ không chịu đựng được. Huyết đồ xương lại nhìn chăm chú Diệp Thần, nói, người hai tay đau không? Còn có hai chiêu, lại như thế nào tiếp được? Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn vừa mới hóa giải huyết đồ xương chiêu số, thủ pháp đích thật là vô cùng tinh diệu, nhưng cũng không phải là không có chút nào đại giới. Huyết đồ xương chí tôn trưởng lực, quá mức hung mãnh, hắn coi như tứ lạng bạt thiên cân tan đi, bàn tay của mình cũng gặp không ít trùng kích, giờ phút này chỉ cảm thấy xương bàn tay đau đớn trận trận, đôi bàn tay lại là tel yệt khó tiêu. Ngươi không chịu nhận thua, vậy nhưng thật muốn bị ta đờ ánh xê hết, ân, ngươi là luân hồi chi chủ, ta liền đem ngươi táng tại luân hồi chi bàn bên trong. Luân hồi pháp, luân hồi chi bàn, mở. Huyết đồ xương quát to một tiếng. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy trên người của nàng, luân hồi khí sục sôi, sau lưng thế mà hiển hóa ra một cái to lớn mâm tròn. Đó là luân hồi chi bàn, phía trên khắc rõ từng đạo luân hồi phù văn, lộ ra cuồn cuộn muôn vàn lục đạo luân hồi khí tức. Lục đạo luân hồi, chính là thiên nhân đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, tại huyết đồ xương luân hồi chi bàn phía trên, đều có thể thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Luân hồi chi bàn, ngươi làm sao? Diệp Thần nhìn xem cái này luân hồi chi bàn, triệt để choáng váng, không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, thế gian này, chỉ có hắn cái này luân hồi chi chủ, mới có thể thi triển luân hồi pháp. Nhưng bây giờ, huyết đồ xương thế mà cũng thi triển ra, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần đều không thể tin được. Thiên pháp Lộ Nguyệt nhìn thấy cái kia luân hồi chi bàn. Vẻ mặt cũng là triệt để sụ xuống.
Huyết Đồ phái đệ tử thì hô to trưởng giáo uy vũ, thanh âm chấn động thiên sơn vạn khe. Huyết Đồ xương đôi mắt mang theo một vệt hàn ý lạnh lẽo, thôi động luân hồi chi bàn, luân hồi chi bàn răng rắc chuyển động, phát ra kinh khủng hấp lực. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, hắn thân thể trực tiếp liền bị hút vào luân hồi chi bàn bên trong, luân hồi chi bàn chuyển động, không ngừng xay nghiền huyết nhục của hắn cùng linh hồn, muốn đem hắn triệt để mài thành thịt vụn, thậm chí hư vô. Ta muốn xê hết tại luân hồi pháp bên trong. Diệp Thần chỉ cảm thấy thiên đại châm chọc, hắn nhưng là luân hồi chi chủ, bây giờ lại muốn bị luân hồi chi bàn xay nghiền, thậm chí muốn bỏ mình. Chủ nhân, này luân hồi chi bàn rất lợi hại, ta cũng ngăn cản không nổi a. Huyết Long gầm hét lên, luân hồi chi bàn chuyển động, uy năng quá kinh khủng, xoắn nát tinh nguyệt, xay nghiền thiên địa, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ, cho dù là nó cũng không cách nào ngăn cản. Diệp Thần khẽ cắn môi, biết hôm nay mong muốn phá cục, chỉ có đem hết toàn lực. Đạo Thiên Kiếm, vĩ đại kỳ xuất quan, buông xuống đi. Diệp Thần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, toàn thân linh khí cuồn cuộn, khí huyết cũng điên cuồng bê ốc xê háy lên, tóc dài phiêu động, trực tiếp liền gọi ra Đạo Thiên Kiếm. Không phải tiểu Đạo Thiên Kiếm, mà là chân chính vĩ đại kỳ quan, Đạo Thiên Kiếm. Diệp Thần là bị Huyết Đồ xương bước đến tuyệt lộ, liền cuối cùng át chủ bài cũng bộc phát ra, toàn thân linh khí bị rút sạch, khí huyết điên cuồng thiêu đốt lên. Ong ong ong, một vệt kinh thiên kiếm quang, theo luân hồi chi bàn bên trong nổ lên, sau đó một thanh khủng bố cự kiếm thân ảnh, bỗng nhiên bùng nổ. Cự kiếm phóng lên tận trời, trực tiếp nghiền nát Huyết Đồ xương luân hồi chi bàn, oanh long long phá vỡ thương khung, cuồn cuộn thân kiếm khổng lồ, rung động toàn bộ cổ ma huyết đảo, thậm chí thương linh dược giới. Đó là Đạo Thiên Kiếm, phía trên khắc rõ vô số mơ mơ hồ hồ vĩ đại phù văn, nổ tung tới cực điểm khủng bố thiên uy, mang theo thiên đạo uy áp, nghiền ép lòng người. Diệp Thần gương mặt tái nhợt, triệu hoán Đạo Thiên Kiếm, cơ hồ đem thân thể của hắn rút khô. Huyết Đồ xương kêu lên một tiếng đau đớn, nàng luân hồi chi bàn bị phá đi, tự thân bị liên lụy, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, mười điểm khó chịu. Nàng ngước nhìn Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, cũng là một hồi rung động, lẩm bẩm nói. Đạo Thiên Kiếm, người tư tưởng vĩ đại kỳ quan, kinh thiên động địa như vậy, mênh mông như vậy hùng vĩ, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Sâu Uyên ma tộc cùng Huyết Đồ phái các đệ tử, cũng là từng cái kinh hãi thất sắc, đặc biệt là Sâu Uyên ma tộc, tại Đạo Thiên Kiếm kiếm khí nghiền ép dưới, có người trực tiếp liền bị xỏ xuyên, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm phai mờ. Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm, tự mang lấy chân áp hết thảy tà ma uy thế, đối Sâu Uyên ma tộc khắc chế cũng là vô cùng lớn lao, rất nhiều Sâu Uyên ma tộc đệ tử hoảng sợ lui lại, hoàn toàn không dám tới gần. Tiền bối, xem ra là ta thắng, khục, ta chấp trưởng Đạo Thiên Kiếm, muốn cản ngươi ba chiêu, cũng không phải việc khó. Diệp Thần thở phì phò, khu động Đạo Thiên Kiếm với hắn mà nói, cũng là 10 điểm cố hết sức, nhưng nhất kiếm nơi tay, hắn quả thực là vô địch thiên hạ, tự tin có khả năng ngăn cản Huyết Đồ xương ba chiêu. Huyết Đồ xương con ngươi lạnh lẽo, nắm chặt Huyết Đồ phá quân thương, nói còn có một chiêu cuối cùng. Ngươi Đạo Thiên Kiếm, khắc lập thiên đạo, cấu tứ thật vĩ đại. Nhưng đúng dịp, ta võ đạo bất khuất, đang có nghịch thiên ý tứ. Ta hôm nay liền nghịch thiên mà đi, nhìn một chút là ngươi kỳ quan lợi hại, hay là của ta thần binh lợi hại. Một thương phá quân, nghịch thiên đạo, ta quét ngang chư thiên vô địch. Oanh! Huyết Đồ xương cuồng nhiên quét ngang, trong tay Huyết Đồ phá quân thương, đúng là mang theo uy áp ngập trời cùng bá khí, hướng về Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm cuồng quét tới. Nàng bị khơi dậy đấu trí, giờ phút này muốn nghịch thiên mà đi, đấu phá hết thảy, thân thể rõ ràng bị hương trúng độc, nhưng cũng hoàn toàn không quan tâm, cũng là điên cuồng thiêu đốt lên chính mình chân huyết. Diệp Thần khẽ cắn môi, trong lúc trước mắt, đã không có lùi bước đạo lý, chỉ có thể cưỡng ép thôi động Đạo Thiên Kiếm, hung hăng hướng về Huyết Đồ xương chém đi. Huyết Long kinh hãi, nói, không tốt, chủ nhân, người đấu không lại nàng a. Người kỳ quan pháp tướng, muốn bị nàng đánh nổ. Nó thật sâu chấn động, có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Huyết Đồ xương khí huyết bùng cháy về sau, võ đạo ý chí cường liệt bao nhiêu, đủ để nghịch phá thiên nói. Diệp Thần Đạo Thiên Kiếm cũng không phải là chân thực, chẳng qua là khái niệm pháp tướng thôi, chưa hẳn có thể ngăn cản Huyết Đồ xương uy thế. Phải biết, Huyết Đồ xương trong tay Huyết Đồ phá quân thương, cũng là đỉnh cấp thần binh lợi khí,
thiên tổ năm đó tự tay chế tạo đồ vật, ẩn chứa vô tận sát lục chiến ý, đã từng kinh động đến thiên đấu sát thần, thiên đấu sát thần nguyện ý trả giá hết thảy, trao đổi thanh thần binh này. Có thể nghĩ, huyết đồ phá quân thương có hung mãnh cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Nhưng, trong lúc trước mắt, Diệp Thần cũng không có khả năng rút lui, hắn chỉ có thể điên cuồng bùng cháy chính mình khí huyết, thôi động đạo thiên kiếm, bổ về phía huyết đồ xương. Thôi, thôi. Huyết Long bỗng nhiên hét dài một tiếng, nó thế mà phụ thân đến đạo thiên kiếm phía trên, tự thân năng lượng cuồn cuộn bê ốc xê háy, lớn mạnh đạo thiên kiếm kỳ quan khí tức. Xoạt. Đạo thiên kiếm đạt được huyết long năng lượng quán chú, kỳ quan pháp tướng lập tức sáng chói rất nhiều, tại huyết đồ xương ánh mắt cây ết hiếp sợ bên trong, hung hăng cùng máu của nàng đổ phá quân thương, đụng va vào nhau. Oanh! Thương kiếm VAC hạm, tiếng oanh minh như lôi nhấp nhô, trong điện quang hỏa thạch, lực lượng khổng lồ theo bên trong phóng thích, trong nháy mắt đem không khí chung quanh vỡ ra tới. Đây là thiên tổ thần binh, cùng Diệp Thần vĩ đại kỳ quan kinh thiên VAC hạm. Kịch liệt đối xông lực lượng, nhưng hết thảy chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, không gian yên diệt, thời gian thành khư, bầu trời sụp đổ, toàn bộ cổ ma huyết đảo đều chấn động đến bản khối nứt ra, dòng máu theo trong cái khe văng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Sâu Uyên ma tộc, huyết đồ người, mộ táng cung các đệ tử, tất cả mọi người, đều bị một màn trước mắt rung động. Diệp Thần đạo thiên kiếm, trực tiếp bị chấn nát, hóa thành vụn vặt lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Huyết long thân thể, trở nên vô cùng ảm đạm, cũng về tới trong cơ thể hắn, đúng là lâm vào ngủ say. Vừa mới nó bùng cháy tự thân, lớn mạnh Diệp Thần đạo thiên kiếm uy lực, tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Huyết long. Diệp Thần kinh hãi, nhưng hắn có chút không để ý tới huyết long tình huống, bởi vì kịch liệt VAC hạp, kinh khủng lực trùng kích, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, toàn thân gân cốt đau nhức, bước chân một cái lảo đảo, liền ngã quỳ trên mặt đất. Đầu gối đều nứt ra. Huyết đồ xương bên kia, đồng dạng không dễ chịu, thậm chí so Diệp Thần còn khốc liệt hơn một chút. Cái kia nắm huyết đồ phá quân thương, bệ ị đờ ánh bay ra ngoài, cắm ngược ở trên mặt đất, ông ông tác hưởng. Huyết đồ xương thân thể té ngã, phốc một thoáng, há miệng cuồng phún ra máu tươi, gương mặt trong nháy mắt tái nhợt, giãy giụa lấy mong muốn đứng lên, cũng đã vô lực đứng dậy. Vừa mới VAC hạp. Nàng ban đầu có khả năng thắng, nhưng, Diệp Thần có huyết long trợ lực, huyết long thiêu cháy tất cả, lớn mạnh đạo thiên kiếm khí tức, làm cho cuối cùng VAC hạm kết quả, lại là lưỡng bại câu thương. Nàng không có thắng, Diệp Thần cũng không có thua. Huyết đồ xương tiền bối, ba chiêu đã qua, người không thể gợi ít xê hết ta, là ta thắng. Diệp Thần khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm huyết đồ xương con mắt nói ra. Tuy nói VAC hạm kết quả. Lưỡng bại câu thương, nhưng ít ra hắn còn sống. Huyết đồ xương tại trong vòng ba chiêu, không thể gợi ít xê hết hắn, trận này đánh cược, coi như hắn thắng. Huyết đồ xương hừ một tiếng, nói, ngươi chật vật như thế, còn dám nói chính mình thắng. Trận này đánh cược, ngươi không có thắng, ta cũng không có thua, xem như không phân thắng bại. Thôi, ta xem ở võ tổ trên mặt mũi, không gợi ít ngươi. Chỉ thiên pháp lộ nguyệt. Nhưng tiện nhân này, là phải xê hết. Vừa mới VAC hạp, Hắc Hùng cự yêu thủ hộ tại thiên pháp lộ nguyệt bên người, không để cho nàng nhận trùng kích quá lớn. Diệp Thần biến sắc, nói, người muốn bội tín bội ước. Huyết đồ xương nói, cái gì bội ước, người thắng sao? Ta không gợi ít ngươi, đã là thiên đại nhân từ, ngươi như còn chấp mê bất ngộ, đừng trách ta vô tình. Người tới, gợi ít thiên pháp lộ nguyệt tiện nhân kia. Nàng phất phất tay, sau lưng huyết đồ Lăng Vân, lập tức mang theo rất nhiều huyết đồ đám người, xung phong mà ra. Mộng ma tôn giả vì nịnh nọt huyết đồ xương, cũng là mang theo sâu uyên ma tộc các đệ tử, như thủy triều lao ra, muốn đem thiên pháp lộ nguyệt gợi ít xê hết. Diệp Thần thấy địch chúng như nước thủy triều, huyết đồ xương lại bất tuân khế ước, nội tâm một hồi phẫn nộ, lại thấy khó giải quyết. Đao phong nữ hoàng, cản bọn họ lại. Ngay sau đó... Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, đem trên cổ tay cấm chế phủ dây xích cởi ra, triệu hoán đao phong nữ hoàng ra tới. Hắc Hùng cự yêu tại Diệp Thần tiếng gọi phát ra thời điểm, liền vô cùng có ăn ý xông về phía trước, đao phong nữ hoàng vừa hiện thân, liền cưỡi tại Hắc Hùng cự yêu trên thân. Nàng là thuần thú thủy tổ, vừa hàng lâm, liền cùng Hắc Hùng cự yêu khí tức hòa làm một thể, một người một thú đồng thời phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ.
Tiếng giống giận dữ hình thành một vòng sóng âm, khuấy động mở đi ra, đem rất nhiều huyết đồ người cùng sâu uyên ma tộc, đều chấn động đến ngã xuống đất, đầu ông tác hưởng. Uy tự quyết, sắc. Đao phong nữ hoàng sử dụng ra uy tự quyết, một cỗ bàng bạc khí chàng gào thét mà ra, càng là chấn nết hiếp mọi người vô pháp gần phía trước. Các ngươi đáp ứng đánh cược, rồi lại không nhận số, thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Đao phong nữ hoàng dương mắt lạnh lẽo huyết đồ xương, bực tức nói, lại quay đầu hướng Diệp thần nói. Diệp thần, người đi trước, ta thay ngươi liệu để ý đến bọn họ. Diệp thần gật gật đầu, lại âm thầm hướng đao phong nữ hoàng truyền âm nói, kéo dài một lát là được, tiền bối không nên miễn cưỡng. Hắn biết địch chúng thế lớn, đao phong nữ hoàng lẻ loi một mình, nhất định không phải địch thủ, có thể kéo dài một lát là được, đáng tiếc Lạc Phi Thiên mang theo thiên tội, không thể tùy tiện hiện thân, nếu không sẽ gặp thiên phạt, bằng không, lại triệu hoán Lạc Phi Thiên xuất chiến, có thể thoáng giảm bớt áp lực. Trước mắt tình thế trói buộc, sinh tử nhất tuyến, Diệp thần chỉ có thể nhường đao phong nữ hoàng lưu lại đoạn hậu, chính mình đứng dậy ôm thiên pháp lộ nguyệt, chạy như bay. Thiên pháp lộ nguyệt trọng thương, hiện tại Diệp thần cũng là bịt hương nặng, vừa mới đánh với huyết đồ xương một trận, đạo thiên kiếm cùng huyết đồ phá quân thương kinh thiên vac hạp, kém chút đem Diệp thần ngũ tạng lục phủ đều làm vỡ nát, hiện tại hắn trạng thái vô cùng không ổn, toàn bằng một hơi chống đỡ. Ôm thiên pháp lộ nguyệt, chạy nhanh sau khi xuống núi, Diệp thần cảm thấy lại thấy mờ mịt, không biết chạy đi nơi nào, cổ ma huyết đảo còn bị phong tỏa, dùng hắn bây giờ trạng thái, càng không khả năng đột phá phong tỏa. Thiên pháp lộ nguyệt nói, đi ma hoàng điện, chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất. Diệp thần nhãn tình sáng lên, ma hoàng điện là sâu uyên ma tộc địa bàn chỗ, hắn cùng thiên pháp lộ nguyệt ẩn núp đi vào, dự đoán huyết đồ phái cùng sâu uyên ma tộc cũng đoán không được. Ngay sau đó, Diệp thần liền nhanh chân đi hướng ma hoàng điện. Ma hoàng điện tinh nhuệ thuộc hạ, sớm liền theo huyết đồ xương lên núi, lưu lại thủ vệ thưa thất bình thường, Diệp thần rất dễ dàng liền tránh đi thủ vệ, tiến vào ma hoàng điện bên trong. Ma hoàng điện là một tòa lớn cung thành, bên trong có thiên thiên trăm trăm cái gian phòng, đếm không hết cung điện lầu các, Diệp thần tiến vào bên trong, lại lập tức liền thấy một cỗ không hiểu nguy hiểm, nói, nơi này có châm đối ta đồ vật. Thiên pháp lộ nguyệt nói, là hồi hồn thôn vệ trận, ta đã nói với ngươi. Diệp thần trong lòng run lên, quả nhiên rõ ràng dưới chân trên sàn nhà, thường cách một đoạn đường, liền ấn có một cái đặc thù trận văn, này chút trận văn mơ hồ xây dựng thành một cái to lớn khủng bố trận pháp, liền là hồi hồn thôn vệ trận, lúc trước huyết đồ người muốn cầm tới thôn vệ Diệp thần trận pháp. Nếu là trận pháp này khởi động, vậy đối Diệp thần tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, hắn có khả năng trực tiếp bị thôn vệ đi. Bất quá chỗ nguy hiểm nhất, cũng là an toàn nhất tồn tại, người nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp thần cùng thiên pháp lộ nguyệt, sẽ chạy đến nơi này. Đi thì uyên, đi bên này. Thiên pháp lộ nguyệt thiên cơ động minh, biết ma hoàng điện cấu tạo, chỉ dẫn Diệp thần tiến lên. Diệp thần chiếu vào thiên pháp lộ nguyệt chỉ, vòng qua thủ vệ, đi vào một chỗ ẩn nấp trong kho hàng. Đi đến phía dưới. Thiên pháp lộ nguyệt tiếp tục chỉ dẫn, nhà kho dưới có 3 tầng tầng hầm. Diệp thần tại nàng chỉ dẫn dưới, đi đến tầng dưới chót nhất, đã thấy tầng này tầng hầm, trên kệ trưng bày vô số cỗ khô héo tê hi tê hể, 10 điểm khủng bố. Mà tại trong tầng hầm ngầm, là một cái to lớn thi cầu, viên này thi cầu, hoàn toàn là do vô số cỗ mục nát tê hi tê hể hỗn hợp mà thành, tàn toái thân thể xen lẫn, 10 điểm khủng bố, thi khí đập vào mặt, để cho người ta nghẹt thở. Đây là... Diệp thần biến sắc. Thiên pháp lộ nguyệt nói. Nơi này gọi thi uyên, là hồi hồn thôn phệ trận hạch tâm, năm đó huyết đồ phái vì chế tạo hồi hồn thôn phệ trận, đầu nhập vào đại lượng mục nát tà ác tê hi tê hể, bọn hắn một mực chờ đợi ngươi buông xuống, bất quá ngươi thủy chung không có tới, bọn hắn liền dần dần chán ngán thất vọng, cũng bỏ phế cái này hồi hồn thôn phệ trận. Nhưng, nếu có đầy đủ máu tươi vì nhiên liệu, tòa đại trận này là có thể khởi động lại, một dạng có thể đưa ngươi thôn phệ. Diệp thần nhìn xem này kinh khủng thi cầu. Nuốt nước miếng một cái, cũng là thấy một hồi dùng mình. Thiên pháp lộ nguyệt nói, ngươi trước buông ta xuống, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, thì uyên khí tức, có thể che giấu chúng ta nhân quả, sẽ không bại lộ. Diệp thần gật đầu, liền đem thiên pháp lộ nguyệt để xuống, chính mình cũng đặt mông ngồi dưới đất, căng cứng tinh thần lỏng xuống, đau đớn cùng dã rời phô thiên cái địa vọt tới. Vừa mới hắn đánh với huyết đồ xương một trận, chịu trùng kích, thực sự quá mãnh liệt.
trên thân nội thương nghiêm trọng. Linh bia, ra. Diệp Thần gọi ra linh bia, ngồi xếp bằng, hấp thu linh bia bên trong tản ra linh quang năng lượng, chậm rãi điều tức, khôi phục tự thân. Tại thập đại huyền bia bên trong, linh bia ẩn chứa nhất dư thừa linh khí, am hiểu trị liệu. Theo Diệp Thần tu vi không ngừng tiến bộ, thập đại huyền bia có thể phát huy ra hiệu quả, cũng là càng ngày càng cường đại, này linh bia đầy đủ trị liệu Diệp Thần. Chỉ tiếc, linh bia trị liệu không được thiên pháp lộ nguyệt, nàng VST hương trên người, mang theo huyết đồ xương nhân quả luật hạn chế, hết thảy trị liệu thủ đoạn vô dụng, chỉ có Diệp Thần luân hồi máu có thể phát huy điểm hiệu quả. Linh bia khí tức, tách ra chung quanh thi khí, nhưng không khí cũng biến thành mát mẻ rất nhiều. Diệp Thần hấp thu linh bia năng lượng, thương thế hẳn là không có gì đáng ngại, nhiều nhất một ngày liền có thể triệt để khôi phục. Thế nào, khá hơn chút nào không? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nhìn Diệp Thần, dò hỏi, nàng đã là không cứu nổi, nàng có thể không muốn nhìn thấy Diệp Thần xảy ra chuyện, bằng không mộ táng cung đạo thống, liền muốn đoạn tuyệt. Diệp Thần thở dài một hơi, nhìn chăm chú nàng nói, tốt hơn nhiều, Sương Nguyệt tỷ tỷ. Hồi tưởng lại huyết đồ xương thủ đoạn. Diệp Thần lại là một hồi kỳ lạ, nói cái kia huyết đồ xương, nàng thế mà cũng sẽ làm luân hồi pháp. Trước đây huyết đồ xương khởi động ra luân hồi chi bàn, quả thực nhường Diệp Thần kinh hãi không thôi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại mỉm cười, nói, đó là lừa gạt người đồ vật, là tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra giả tượng. Diệp Thần nói, tiểu tẩy nguyệt pháp, giả tượng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, trong tiểu tẩy nguyệt pháp, là ta mộ táng cung năm nghệ tuyệt học một trong. Môn thuật pháp này, tẩy nguyệt vô ngân, có thể mô phỏng vạn pháp, dùng tự thân linh khí làm căn cơ, thi triển đi ra, có thể mô phỏng kẻ địch bất luận cái gì chiêu số. Cụ thể uy lực, xem thực lực bản thân mà định ra, nhưng mô phỏng ra giả tượng, thường thường có dọa người nhảy một cái hiệu quả, chỉ cần có thể trùng kích đến người đạo tâm, đối chiến thời điểm liền có thể chiếm hết tiện nghi. Trong tay nàng bấm quyết, triển lộ ra tiểu tẩy nguyệt pháp thu luyện bí quyết, Diệp Thần nhìn kỹ lại. Quả nhiên liền thấy này tiểu tẩy nguyệt pháp ảo diệu, tẩy nguyệt vô ngân, mô phỏng vạn pháp, mặc kệ nhiều địch nhân sao phức tạp huyền áo chiêu số, đều có thể dùng tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng ra tới. Thật là tinh diệu thuật pháp, Diệp Thần khen. Nguyên lai huyết đồ xương có thể gọi ra luân hồi chi bàn, cũng không phải là bởi vì nàng thông hiểu luân hồi pháp, chẳng qua là dùng tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng, quả nhiên là dùng giả loạn thật, liền Diệp Thần cái này luân hồi chi chủ, đều nhìn không ra sơ hở. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tay cầm lại vừa thu lại, đem tiểu tẩy nguyệt pháp tu luyện bí quyết thu vào, nói, này tiểu tẩy nguyệt pháp, ngươi trước không cần học, thời gian của ta không nhiều lắm, ngươi trước học hạch tâm nhất luân hồi mộ táng công, chỉ cần học thành luân hồi mộ táng công, ngươi lại đi học còn lại tiểu tẩy nguyệt pháp cùng chư thế chí tôn pháp, vậy liền dễ như trở bàn tay. Bàn tay nàng hiển hóa kim quang, một bài mới pháp môn nổi lên, có ngàn ngàn vạn vạn chữ đạo phù, nhưng mà môn này pháp môn ký tự. Diệp Thần một cái cũng nhận không ra. Cái này là luân hồi mộ táng công sao? Diệp Thần nhìn trước mắt trôi nổi màu vàng kim chữ viết, nhíu nhíu mày. Thiên Pháp Lộ Nguyệt mắt trong mang theo một tia hướng tới, nói, đúng vậy, luân hồi mộ táng công, chính là ta mộ táng cung trọng yếu nhất, cường hãn nhất công pháp, cùng chia 9 tầng. Táng địa, táng thiên, táng hư, táng hồn, táng thần, táng nhân quả, táng sinh tử, táng vận mệnh, táng bất hủ. Thiên Tổ từng nói, nếu ai có thể đem luân hồi mộ táng công, tu luyện tới tầng thứ 9 mức độ, là có thể mai táng thế gian bất luận cái gì bất hủ tồn tại, thậm chí đưa hắn mai táng, đem phạm thiên, các loại không thể ngưỡng vọng đại thần, đều cùng một chỗ mai táng. Diệp Thần rất đối kinh dị, nói, này luân hồi mộ táng công, lợi hại như vậy, còn có thể mai táng Thiên Tổ, mai táng phạm thiên. Thiên Tổ, phạm thiên các loại tồn tại, là vượt rất xa thiên đạo vĩ đại tồn tại. Người phàm không thể ngưỡng vọng, bình thường người thậm chí liền tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng, thế gian sẽ có cường đại như vậy tồn tại. Diệp Thần không cách nào tưởng tượng, có công pháp gì, thế mà sẽ có uy lực lớn như vậy, có thể mai táng Thiên Tổ, mai táng Phạm Thiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Thiên Tổ là nói như vậy, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đáng tiếc ta liền luân hồi mộ táng công cánh cửa đều không sợ đến, cũng không cách nào nhận thức loại cảnh giới đó. Ta từng nghe được Thiên Tổ thanh âm, Thiên Tổ nói, môn này luân hồi mộ táng công, trước 8 tầng có cụ thể pháp môn tu luyện, nhưng tầng thứ 9 không có, tầng thứ 9 mai táng bất hủ, là không thể nói vĩ đại kỳ quan, liền chính hắn đều không tư tưởng ra cụ thể pháp môn, chỉ có một ít mơ hồ khái niệm.
Diệp Thần nghe đến đó, ngược lại buông lỏng một hơi, nói, dạng này mới như thường, mai táng bất hủ, mai táng thiên tổ cùng Phạm Thiên loại nhân vật cấp độ kia, làm sao có thể? Thế gian không có khả năng có mạnh mẽ như vậy công pháp. Nguyên lai luân hồi mộ táng công, tầng thứ 9 chẳng qua là thiên tổ huyễn tưởng, căn bản không có cụ thể pháp môn. Dù sao mai táng bất hủ, muốn mai táng Phạm Thiên loại nhân vật cấp độ kia, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, bất kể như thế nào, này luân hồi mộ táng công, cũng là có thể xưng đại khủng bố tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành, có thể mai táng chư thiên hết thảy. Tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng kỷ nguyên bên trong, toàn bộ không không lúc nào không, toàn bộ mộ táng cung, căn bản không ai có thể luyện thành, liền cánh cửa đều sợ không tới. Diệp Thần kinh hãi, nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, người cũng không có luyện thành sao. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, không có, ta cùng huyết đồ xương, đều không có thể luyện thành, môn công pháp này quá huyền ảo phức tạp, cũng quá rộng rãi tinh thâm, ta cùng nàng liền một chút da lông đều sợ không tới. Tinh Không Bỉ Ngạn phía trên, Thiên Pháp phái cùng huyết đồ phái sáng lập cường giả, khả năng sờ đến một điểm cánh cửa, nhưng cũng sẽ không thái quá đi sâu. Thiên Tổ nói, hắn lập nên môn công pháp này, chính là vì đối phó Phạm Thiên, cùng tỳ thấp nô, ai có thể luyện thành hắn môn này luân hồi mộ táng công, mai táng thiên đế, mai táng đạo quân, thậm chí mai táng thiên đạo, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Thần trong lòng dâng lên vô hạn hướng tới, nói, dùng thiên phú của ta, còn có luân hồi huyết mạch đặc thù, ta có lẽ có khả năng nếm thử tu luyện. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng là như thế, cho nên ta muốn gọi ngươi thử một chút, nếu ngươi có thể luyện thành luân hồi mộ táng công, có lẽ có khả năng câu thông thiên tổ, chỉ cần có thể triệu hoán đến thiên tổ một chút lực lượng buông xuống, muốn nghiền ép huyết đồ xương tiện nhân kia, tựa như nghiền ép heo chó. Luân hồi mộ táng công là thiên tổ sáng tạo hạch tâm thần thông, mà lại cơ hồ có thể nói là hạch tâm nhất tồn tại. Môn thần thông này sau khi luyện thành, không chỉ là có thể nắm giữ thông thiên triệt địa mai táng uy năng, còn có cơ hội câu thông thiên tổ, đạt được đủ loại vĩ đại chúc phúc. Diệp Thần tim đập thình thịch, nhưng ánh mắt nhìn về phía luân hồi mộ táng công pháp môn tu luyện, lại thấy phía trên ký tự, hắn một chữ cũng không nhận ra, cau mày nói, Sương Nguyệt tỷ tỷ, này luân hồi mộ táng công, là dùng văn tự gì viết? Ta lại một chữ cũng không nhận ra, còn tu luyện như thế nào? Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, những chữ này phù, nhưng thật ra là khí thế vận chuyển con đường, ký tự nét bút xu hướng, liền là cơ thể người khí thế lưu động hướng đi, chỉ cần theo nếp vận chuyển, liền có cơ hội luyện thành môn này luân hồi mộ táng công. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế, ta đây lại thử một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt móc ra một cái trống không quyển trục, linh quyết một dẫn, lơ lửng giữa không trung từng cái ký tự, liền toàn bộ rơi xuống trên quyển trục mặt, lạc ấn thành thiên. Nàng đem quyển trục đưa cho Diệp Thần, cho ngươi, tu luyện luân hồi mộ táng công, chỉ cần tập trung ý chí, điều tức tĩnh khí, không thể phân tâm, ngươi muốn cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, trong lòng ghi nhớ lấy Đao Phong Nữ Hoàng cùng Hắc Hùng Cự Yêu, chỉ sợ bọn họ xảy ra chuyện, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại coi như lo lắng cũng vô dụng, chỉ có làm bản thân mạnh lên thực lực, mới có thể phá cục, thay đổi càn khôn. Môn này luân hồi mộ táng công. Hiển nhiên là Diệp Thần phá cục nơi mấu chốt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền thu lại tinh thần, đè xuống hết thảy lo lắng suy nghĩ, nhìn xem trên quyển trục ký tự, bắt đầu ngưng thần cảm ngộ tu luyện luân hồi mộ táng công. Hắn chiếu vào ký tự bên trên nét bút xu hướng, vận chuyển chính mình nội tức, nhưng lại thấy vô cùng trễ tắc nghẽn khó chịu, cái kia ký tự nét bút xu hướng, cùng nhân thể hô hấp khí thế lý lẽ, hoàn toàn tương phản, chiếu vào tu luyện vận khí. Trong cơ thể khí tức liền hoàn toàn bị xáo trộn, đủ loại khí tức xóa loạn nhập kinh mạch bên trong, dẫn phát ra từng đợt ngưng động im lìm căng đau. Chỉ tu luyện mấy chữ phù, Diệp Thần liền thấy trong cơ thể khí thế hỗn loạn, khí huyết nghịch sông, phốc một tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Làm sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt thấy thế, một hồi lo lắng. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói, này luân hồi mộ táng công khí thế huyền bí. Cùng nhân thể hô hấp lý lẽ hoàn toàn tương phản, tu luyện khí tức xóa loạn, 10 điểm khó chịu. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng là như thế, ai, người cũng không thể tiếp nhận sao. Đây chính là tu luyện luân hồi mộ táng công chỗ khó, công pháp vận khí con đường, cùng hô hấp khí thế hoàn toàn tương phản, người còn tốt, năm đó ta cùng huyết đồ xương là thiên đế, khí tức một xóa phản, chúng ta kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn, chỉ có thể ở trong tưởng tượng không ngừng tồn nghĩ cảm ngộ.
nhưng khổ tu trăm triệu thế, cũng là sợ không tới nửa điểm cánh cửa. Diệp Thần nói, ta tiếp tục tu luyện đi, môn công pháp này đối khí tức thối luyện hiệu quả, lại so Bạch Hồng rửa sạch kiếm cường hung hãn nhiều. Vừa mới khí tức mặc dù nghịch phản, nhưng hô hấp khí tức tại nghịch phản quá trình bên trong, cũng đã nhận được to lớn rèn luyện, Diệp Thần chỉ cảm thấy đan điền cùng kinh mạch, đều là nóng hừng hực, thổ huyết khó chịu qua đi, liền là không nói ra được hưởng thụ cùng dễ chịu. Hắn tiếp tục tu luyện luân hồi mộ táng công, dựa theo lấy ký tự nét bút xu hướng, điều tức thổ nạp, khí thế bị triệt để điên đảo nghịch phản bên trong, hắn nội tức cũng đã nhận được trước nay chưa có to lớn thối luyện. Còn có ngũ tạng lục phủ của hắn, tại trận trận vặn vẹo trong đau đớn, cũng là đạt được to lớn rèn luyện. Đã kịp chuyển chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 551.